Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp đến phần cuối cùng của series đã trải dài suốt một khoảng thời gian vừa qua và được quý thính giả rất yêu mến của tác giả Phan Thanh An. Series về chàng pháp sư Phan Khang phiêu lưu truyện. Trải qua suốt một thời gian dài, nếu như quý bà con yêu mến dòng truyện này, yêu mến tác giả Phan Thanh An và những sáng tác của cậu ấy, mong rằng quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của An để ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng bước đến phần cuối cùng của series về cậu pháp sư Phan Khang. Trận tử chiến cuối cùng. Trong cơn gió bất, còn thoang thoảng mùi máu tươi nồng đậm. Khang với Hào giờ đây đang đối mặt với hai kẻ thù chủ mưu của tất cả sự việc, Cao Cường và Ngạc Nhân tộc chủ. Thụy đang trọng thương, còn Dung coi như đã hết cơ hội cứu vãn. Thế nên trận chiến này chỉ còn biết tạm thời trông cậy vào hai người họ. Ngay sau lưng Khang và Hào là Phụng Tượng và Quy Tượng, vẫn còn đang bị khống chế, chưa được giải vây. Cao Cường nhìn ra sự nôn nóng và sốt ruột trong ánh mắt của Khang. Hắn ta lên tiếng khiêu khích, nhằm muốn đánh bại toàn bộ nhuệ khí chiến đấu của đối phương. Bên trong địa mạch đồ này hoàn toàn đã bị tao kiểm soát. Muốn thắng thì chí ít cũng phải có sự hợp lực của bốn truyền nhân tứ linh. Chứ chỉ có hai đứa bọn mày thì... Ngừng lại một nhịp, Cao Cường đưa ánh mắt đảo nhìn sang lão Ngạc Nhân tộc chủ. Lão ta hiểu ý, liền tiếp lời. Có nằm mơ cũng đừng hòng chiến thắng được bọn tao ở trong không gian này. Phan Khang, muốn nợ cây linh khí 3 năm trước, hôm nay nhất định tao phải tính cho đủ. Khang rút kiếm ra, chuẩn bị vào thế chiến đấu, gằn giọng mà quát lại. Muốn đánh thì đánh đi. Nghĩ là tao sợ hai thằng già tụi bay sao? Hôm nay nếu như đã có mặt đầy đủ thì giải quyết hết một lượt luôn đi. Hào nhìn thấy bạn mình đang dần mất bình tĩnh, lo lắng liệu đây có phải là một quỷ kế nào đó của Cao Cường hay không, cho nên lập tức liền kéo vai Khang lại, dùng tâm thuật vận luồng suy nghĩ của mình sang người Khang để giao tiếp trong bí mật, tránh cho hai kẻ xảo quyệt kia biết được. Từ từ đã Khang, coi chừng trúng kế khích tướng đó. Đằng nào vào đây thì cũng đã xác định sống mái một mất một còn rồi. Nhưng mà ông quên chúng ta còn Thụy Mập mang quy mệnh trong người sao? Luồng suy nghĩ của Hào truyền qua làm cho Khang ngay lập tức bình tĩnh lại. Đúng là do cơn nóng giận và lòng ham muốn báo thù đã che mờ đi lý trí của người mà vốn trước giờ luôn giữ được sự điềm tĩnh trong những giây phút quan trọng. Ý tứ của Hào vốn đã quá rõ ràng rồi. Hào muốn cả hai người bọn họ cố gắng đánh câu giờ, làm sao lâu nhất có thể, để cho Thụy Mập đang nằm trong túi âm dương khỏe lại, đồng thời cũng thức tỉnh được nguồn sức mạnh quy thuật đang tiềm ẩn. Nếu như bây giờ vì nóng vội mà quên mình liều mạng thì chẳng khác nào đang đánh một ván cờ chỉ có đường thua. Khang ra hiệu cho Hào biết mình đã hiểu ý. Tiếp đó anh vẫn giả vờ làm ra vẻ mặt hung hãn bất cần, vung kiếm xông tới rồi quát: Chân lân đừng có cản tôi, hôm nay tôi phải giết hết bọn chúng. Hào biết được Khang đã nắm được ý của mình nên cũng tương kế tụ kế lao lên một phen. Phía bên này, Cao Cường tưởng rằng bản thân đã lừa được hai người bọn họ. Hắn sẽ bào sức trước khi đánh thật, đợi cho Thụy Mập tỉnh dậy rồi mới bắt sống hết tất cả. Có như thế thì sức mạnh điểm trận của Tứ Phượng Phong Ấn trận cũng lấy được 3/4 phần. Tuy hắn ta không cướp được toàn bộ long mạch của đất Nam, nhưng nếu cướp thành công 3 phần trên tổng số 4 cửa
thì chỉ từng đó thôi cũng thừa sức cho Cao Cường xưng hùng xưng bá. Khang và Hào đổi vị trí với nhau, anh thì đánh lão tộc chủ kia, còn Hào sẽ đánh với Cao Cường. Cả hai đều biết đối phương chưa có khả năng giết mình ngay, không việc gì phải bung sức đánh thật từ đầu. Thế nên quyết định đánh thủ. Khang hô lên thị quy: Hộ thân thực, Thủy Thượng Phiêu, Vô Ảnh Kiếm Pháp, xuất. Ở bên này, Hào cũng thi triển phép thuật theo: Hộ thân thuật, Kim Lân Giáp, Kim Lân Trảo, khai. Khang dùng lá chắn và bộ pháp làm thủ, lấy kiếm pháp làm công. Còn Hào lại dùng kim giáp cho việc đánh cận chiến, vì anh không mạnh ở tốc độ. Hai bên lao vào nhau, so hơn 30 chiêu thức. Lão Ngạc Nhân tộc chủ vô cùng bất ngờ, khi mới trải qua có 3 năm ngắn ngủi mà Khang đã mạnh hơn trước rất nhiều. Dĩ nhiên Khang cũng nhận thấy lão ta sau khi được hồi sinh thì cũng đạt sức mạnh to lớn không kém. Điều này là nhờ tất cả vào tên Cao Cường. Chính năm đó hắn thu lại tàn hồn của lão tộc chủ, sau đó dùng củ sen để tạo lại thân xác rồi kết tinh vào bên trong. Bên trong địa mạch ngập tràn linh khí từ long mạch phát ra, nên cực kỳ thích hợp cho việc ngưng tụ hồn phách và tu luyện thân thể. Cao Cường để lão Ngạc Nhân tộc chủ vào tầng sâu nhất của địa mạch đồ. Nơi đó có sự chênh lệch và biến thiên thời gian rất lớn so với hiện tại. Một canh giờ thực tại có thể kéo dài bằng 100 năm trong tầng cuối cùng của địa mạch đồ. Thế cho nên lão ta sau khi hồi sinh mới có được tu vi hùng hậu như thế. Khang không ra tay quá nặng để tránh lộ sơ hở và năng lực của bản thân. Bằng con mắt long nhãn tinh tường trên người, có thể cậu đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Khang thu kiếm về, tư thế thủ, vận kình sẵn sàng, rồi nói: Lão già công nhận tốt số thật, chết rồi vẫn còn gặp được kỳ duyên sống lại, còn gây trắc trở cho tao, quả thật là hiếm gặp. Tuy tao đã thua dưới tay mày một lần, nhưng hôm nay thì không giống như cách đây 3 năm trước đâu. Tao đã chờ mày mấy vạn năm ở trong địa mạch đồ rồi đó. Tiếp chiêu đi, Hắc Liên Sát Thi Thuật. Sát! Lão ta tung phất trần, tạo thành một cực độ âm dương lưỡng nghi, rồi đánh tới với âm mưu là phong bế đi một nửa đạo hạnh của Khang. Anh cũng không dễ dàng chịu thua, liền cất tiếng ra lệnh: Sói Long, Long Khí Hậu Thế. Long Hồn lập tức nhận lệnh, tạo ra một tấm lá chắn bằng long khí bảo bọc cho Khang. Cực độ của lão già đó đánh tới, nhưng mãi không thể nào xuyên thủng qua được. Lão Ngạc Nhân tộc chủ không ngờ là bên cạnh Khang còn có một con sói long với sức mạnh cường đại. Thế mà lâu nay hắn chỉ nghe Cao Cường nói rằng đó là một con phàm long không đáng lo ngại. Xem ra Khang còn nhiều điều bí ẩn mà lão chưa biết hết được. Đòn công kích chỉ có thể đánh vỡ được lớp lá chắn hộ thân thuật ở ngoài cùng mà thôi. Đến lúc này Khang như cảm thấy sức mạnh của đối phương đã đạt đến giới hạn. Anh liền tra thêm hiệu lệnh khác: Sói Long, mau chóng lại xem thử tình hình của Phụng Tượng và Quy Tượng, tôi sẽ ở đây chiến đấu với lão ta. Long Hồn lập tức nhận lệnh, rồi xuất ra khỏi lưng Khang, bay đến hai thạch tượng kiểm tra ngay. Phía bên này, Khang và lão tộc chủ lại vờn nhau thử sức. Bây giờ thì tình hình của Hào mới gọi là khó chịu. Vốn dĩ Cao Cường không phải tay mơ, hắn là một lão cáo già, thế nên chuyện muốn đánh hòa được cũng là cực kỳ khó. Hào vẫn bị tâm lý, mới mờ sáng đây đánh với Cao Cường 100 chiêu, bị hắn phản đòn bằng cú hồi mã thương xém tí mất mạng. Tuy đã được long khí của Khang chữa cho bình phục rồi, nhưng dư âm vết thương cũ vẫn chưa thể nào lành lặn ngay được. Thấy bại tướng của mình đang đứng trước mặt thêm một lần nữa, Cao Cường nở nụ cười đầy vẻ khinh thường. Lại là mày sao thằng nhãi con? Trạng sáng nay trên cao nguyên Vân Hòa, bị tao đánh chưa chịu chừa nữa hay sao?
mà bây giờ còn dám đứng đây sành sự. Hồi sáng khác bây giờ khác, mặc dù tao không biết thời gian ngoài kia đã trôi qua được bao lâu, nhưng tao chắc chắn lần này bọn mày đừng hòng toại nguyện với mưu đồ. Không biết lớn nhỏ, vậy thì cứ thử coi. Hào không dạy gì mà tấn công trước, nhưng vẫn giáp lá cà để tạo sự khó chịu. Nó chỉ đánh vài đòn thăm dò, chứ không dám sát thương vào người cao cường quá nhiều làm chi. Kinh nghiệm lãnh trọn cú đấm sấm sét khi sáng cho nó biết rằng hắn ta có thể đang gồng mình chịu đấm ăn xôi. Thế nên Hào không vội vàng gì, dù sao cũng chỉ là cần câu giờ đợi Thủy Mập thức tỉnh quy thuật, nên cũng chẳng việc gì phải gấp gáp. Cao cường thấy đối phương chỉ thủ không công, lâu lâu lại đánh một hai đòn cho có lệ, làm hắn ta ức chế lắm. Phun đòn lên đánh trả mà trong miệng cứ liên tục chửi rủa: "Thằng ranh con, sao không đánh đấm cho đàng hoàng đi chứ? Tao cũng bị thằng Mập đâm lén rồi trọng thương đó thôi." "Không có ai ngu mà đứng tiểu hai lần ở một chỗ hết. Ắt hẳn sẽ có trắng trích răng trình đó. Đừng có dụ tao rồi dùng đòn hồi mã thương như lúc sáng nữa. Nó không có tác dụng nữa đâu." Lần này coi như biết đối phương không chịu mắc mưu mình lần hai rồi, Cao Cường đành phải đánh thật. Cũng may là hắn đã trúng một chỉ hết 10 thành công lực của Thụy, nên bây giờ sức mạnh cũng không còn được bao nhiêu. Nhưng đây cũng chẳng phải là lợi thế của Hào, vì anh và Khang cũng đã mất một mớ thủy mệnh của mình khi dùng nó để dập tắt ngọn ma hỏa đang muốn thiêu cháy địa mạch. Tình huống này tương tự như thằng Thọt đấu với thằng Què. Xem ra Cao Cường vẫn còn nắm được chút lợi thế. Hắn ném ra hai lá hắc phù, kích thước mỗi lá đều cực lớn, to bằng cả lòng bàn tay, rồi hô chú ngữ: "Mày không đánh thì tao cũng có cách ép mày phải ra tay cho bằng được. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, Hắc Hỏa Yêu Đồ, Triệu Thỉnh." Ngay lập tức, hai lá bùa được thúc động thành công. Chúng phóng ra hai đạo hắc quang khủng bố, rồi tụ lại hóa thành hai con hắc yêu được triệu hồi từ Vĩnh Hằng Quỷ Xứ. Luồng tà khí bộc phát từ hai con hắc yêu này cực kỳ mạnh mẽ, phải nói là còn mạnh hơn cả Thượng Bộ Quỷ Vương tương đối nhiều. Bọn chúng vừa được triệu hồi ra liền lao tới tấn công Hào ngay lập tức. Anh cũng hóa thành dạng bán lân, sau đó ra sức phòng thủ. Hai con hắc yêu cứ liên tục chia ra hai bên, thay phiên tấn công không ngớt. Thế là Hào không hề có chút khoảng trống nào để phản công. Thêm nữa là quỷ pháp cùng với bộ pháp của bọn chúng cực kỳ dị biệt, nên tạm thời Hào cũng chưa suy nghĩ ra cách nào để khắc chế phá giải. Cao Cường muốn tốc chiến tốc thắng, nên càng gia trì thêm pháp lực cho hai con hắc yêu công sát mạnh hơn. Hết cách, Hào đành quay sang Khang ngỏ lời cầu cứu: "Chân Long, tôi cần bốn vị quỷ dương giúp sức. Một mình tôi không thể phá được sự vây khốn của hai con hắc yêu này." Khang nghe thấy vậy liền ném tới bốn lá triệu hồi phù màu đen cho Hào, rồi lại tiếp tục vờn nhau với lão tộc chủ. Hào mừng như vớ được phao cứu sinh trong tay, anh vận kình tung lân trảo tới để tấn công ngược lại hai con hắc yêu, khiến cho chúng bất ngờ phải lùi xa lại vài thước. Nhân cơ hội đó, Hào cũng phóng ngược về sau một khoảng xa, xòe bốn lá hắc phù đang cầm trong tay mà lòng có đôi phần do dự. Thúc động bốn lá hắc phù cùng một lúc hay sao? Không biết mình có làm nổi hay không nữa. Hy vọng là sẽ làm được. Thần lân thuật, hắc triệu hồi phù, khai! Hào ném bốn lá phù ra phía trước mặt mình. Chỉ trong nháy mắt, lập tức cả bốn vị Thượng Bộ Quỷ Vương thủ hạ của Khang đồng xuất hiện. Bọn họ mặc lông bào màu vàng, đầu đội cổ miệng của vua, chân mang lông hài, lưng đeo lông đai, trông cực kỳ oai phong bệ vệ. Vừa thấy hắc yêu, một trong bốn vị lên tiếng: "Hai người là hắc yêu, không lẽ truyền thuyết về nơi Vĩnh Hằng Quỷ Xứ là có thật sao?"
Hai con hắc yêu nghe đối phương nói về lai lịch của mình thì bất giác bật cười thành tiếng. Bọn chúng không ngờ đối thủ lại chẳng có chút thông tin nào về mình cả, thế nên cũng muốn múa mép ra ngoài phô trương thanh thế chút đỉnh. Một trong hai con đại diện đáp: "Bọn thượng bộ quỷ vương chúng bày nghe danh hắc yêu bọn tao, sao lại không khiếp nhược cho được? Chỉ có đại quỷ vương của âm giới và quỷ vực thì mới có thể đánh được với bọn tao, còn không thì mau ngoan ngoãn chịu trói đi." Nghe đối phương sỉ nhục mình, lòng của bốn quỷ vương đều cay cú không tả nổi. Tính theo quỷ bậc mà phân thì cấp sau đạo hạnh năng lực thường hơn cấp trước gấp 3 lần. Một đại quỷ vương phải bằng ít nhất 3 thượng bộ quỷ vương. Nếu vậy thì đánh với hai hắc hỏa yêu này, chí ít bọn họ phải có 6 người mới tạm gọi là cân kèo được. 4 đánh 2 tuy đông, nhưng năng lực e rằng có vẻ hơi khiên cưỡng. Nói như thế không phải là những vị quỷ vương của Khang sợ mà chùng chân, cũng có thể là hai con hắc yêu đó khoác lác cũng không chừng. Thanh Phong quỷ vương lên tiếng nói: "Bọn ta tuy là quỷ hồn, nhưng há nào có thể chịu ngang hàng với phần ác đạo lưu manh. Hôm nay chỉ có thể một mất một còn, có giỏi thì tiếp chiêu. Anh em, chúng ta cùng xông lên." Bốn quỷ vương cứ thế lao lên chiến đấu với bộ đội hắc yêu trước mặt. Hào bên ngoài gia trì thêm trận pháp để hỗ trợ. Anh cắm kiếm xuống đất rồi dùng trợ lực phù điểm lên trên để cổ vũ thêm sức mạnh cho các vị quỷ vương. Cao Cường lại rất ung dung đứng xem trình độ của hắc yêu khi đấu với thượng bộ quỷ vương như thế nào. Nếu quả thật sức mạnh của chúng đúng như lời đồn thì xem ra đây là một khoản lợi không nhỏ, rất đáng để đầu tư. Bốn quỷ vương của Khang có ít nhất 200 năm tu luyện, lại được ông cố Phan Bửu điểm hóa nên tăng tiến tương đối nhanh. Sau này khi ở nhà giữ cửa, được Khang cho phép vào trong bình hỗn độn để tu luyện, nên đạo hạnh đã sớm tiệm cận đại quỷ vương. Chỉ chờ ngày tiến cấp để đạt được sức mạnh quỷ hồn lớn nhất mà thôi. Nói như vậy để thấy là bản lĩnh thực chiến của họ không hề nhỏ chút nào. Từ ngày bọn họ qua chiêu với Khang đến nay cũng đã 7 năm, một mạch tiến liền 2 cấp, nên cũng chưa lường được hết sức mạnh của chính bản thân mình. Hai con hắc yêu chứng kiến bản thân bị bốn cường địch vây khốn, biết rằng đây không phải là thượng bộ quỷ vương như thông thường, nên có phần hơi e sợ, liền thúc giục Cao Cường: "Lão Cao à, đám này xem chừng không phải dễ, bọn ta cần ngươi giúp sức đó." Trái với sự kỳ vọng của hắc yêu, tên Cao Cường chỉ hừ lạnh đáp lời qua loa: "Cứ đánh thử xem sao đã, đến hiểm cảnh thì tự thân ta biết cách tính toán." Biết Cao Cường vốn chẳng có ý muốn giúp mình, nên bọn hắc yêu kia chỉ đành dựa vào năng lực của bản thân. Bọn chúng qua chiêu với bốn vị quỷ vương hơn trăm hiệp, bùa chú quỷ lực cũng đánh đến 80 thức mà vẫn không bên nào núng thế hơn. Xem ra những lời nói ban nãy cũng không phải là không có cơ sở. Khang và Hào đều chứng kiến được hết thảy quá trình giao chiến của bọn họ. Đột nhiên trong lòng Khang lại có suy nghĩ lo âu. Nếu như anh không sớm nhanh chóng giải quyết cho Phụng Tượng và Quy Tượng thì e rằng càng đánh về lâu dài cũng chưa hẳn là hay. Dù cho Thụy có tỉnh lại cũng không chắc có thể cự địch nổi. Ai mà biết Cao Cường còn có bao nhiêu hắc yêu trong mình. Khang vội thu kiếm rồi phóng tới, tranh thủ hạ sát ngạc nhân tộc chủ, rồi hô ra lệnh cho long hồn đang bay xung quanh hai bức tượng linh thú: "Sói Long, mau tìm cách giải thoát cho họ. Còn thằng dạ này, mày đi chết đi." Lão ngạc nhân tộc chủ tuy có cả vạn năm trong địa mạch đồ, nhưng hắn lại luyện tà thuật, thành ra linh khí trong long mạch không hề hỗ trợ được cho hắn đạt thành tựu trong bất cứ pháp môn nào lợi hại. Nói đúng hơn, trong vạn năm ấy, lão chỉ ngưng tụ được hồn phách, hồi sinh bản thân và tự tu học tăng tiến đạo hạnh của mình hơn chút đỉnh mà thôi.
lần này bị Khang quyết tâm công sát nên lão có chút khốn đốn bất ngờ. Ban đầu Khang giả vờ ẩn tàng thực lực để xem thử lão tộc chủ kia có được những gì. Bây giờ đã biết hết sự thật thì không cần phải che giấu nữa. Khang lấy ra sát quỷ phù màu đen đánh tới làm đòn công kích. Lão ta dùng quyền trượng phất trần hợp sức chống cự. Đòn năng lượng đẩy lùi lão ra xa hơn chục bước. Toàn thân cảm thấy tê dại trước thần lực hùng hồn của Khang. Xem ra tiên thuật mà Khang mạo hiểm luyện ở căn nhà ma quái mấy hôm trước khi đem vào trong này lại hợp ứng với linh khí của Long Mạch đến vậy. Mỗi đòn đánh là linh khí xung quanh càng được tỏa ra nhiều hơn. Sự cằn cỗi khô héo ban đầu sau khi Khang dùng tiên thuật công kích thì càng ngày càng thấy dấu hiệu của sự sống. Phía bên kia, Long Hồn suy nghĩ tới lui, không thể nào tìm được cách giải thoát cho Quy và Phụng Tượng. Ông ấy kêu to đáp lời: "Không được rồi chủ nhân, phải có linh thạch của hai người bọn họ thì mới sử dụng được. Không những là linh thạch mà phải là linh quyết từ truyền nhân tứ linh truyền vào nữa. Nếu không thì không có cách nào khác đâu." Hào bổ sung thêm một điểm mấu chốt, làm cho Khang nhớ lại bản chất của vấn đề. Sáng nay trên cao nguyên Vân Hòa, không phải anh cũng như vậy hay sao? Có điều là Khang không biết liệu anh dùng dòng máu của mình có thể linh nghiệm hay là không. Tuy bản thân không phải là truyền nhân của bọn họ, nhưng Khang cũng là truyền nhân của Long Thần. Nếu như họ biết được anh tới giải cứu, ắt sẽ chấp nhận linh thạch và sống dậy giúp đỡ. Khang lấy ra hai viên linh thạch trong túi mình. Soái Long nhìn thấy liền hiểu ra vấn đề, lập tức đổi chỗ với Khang để tới sát bên hai bên bức tượng đá. "Chủ nhân, lão già này cứ giao cho tôi, để tôi qua chiêu với lão mấy hiệp xem thử như thế nào." Khang dùng vô ảnh bộ lướt như bay trên mặt đất, áp sát với Quy và Phụng Tượng. Nhưng Cao Cường chẳng dạy gì mà để điều đó xảy ra. Hắn ta lướt tới như tên bay chặn đường. "Muốn đi đâu hả nhóc? Đã xin phép tao chưa?" Hào liền rút kiếm phóng tới chỗ Soái Long thế chân mà nói: "Khang bị Cao Cường chặn, ngày mau giải vây đi. Thằng già này tôi lo được." Soái Long nghe vậy liền bay tới. Bây giờ Hào là người giao chiến với lão tộc chủ kia. Soái Long phun ra ba quả cầu lửa nhằm tấn công mở đường cho Khang vượt qua chướng ngại. Khang cũng chớp lấy cơ hội bắn tới đạo Thiên Can chỉ thuật, khiến cho Cao Cường phải chống đỡ tối tăm mặt mũi rồi chùn mất. Lần này thì cuối cùng cũng áp sát được Phụng Tượng và Quy Tượng thành công. Khang liền phóng lên đầu Phụng Tượng trước. Anh đặt viên phụng thạch vào đó, rồi lấy ấn tính Mao Sơn Quỷ Môn của mình ra, dùng một cạnh cắt vào tay, sưới máu lên mà niệm chú: "Tứ Tượng Phong Ấn Thuật, khai trừ." Những giọt máu của Khang đã chảy vào, nhưng phép thuật lại không hề linh nghiệm. Trong lòng anh thầm nghĩ, không lẽ các vị không tin anh là truyền nhân của tứ linh hay sao? Viên quy thạch trong tay Khang đột nhiên phát sáng, rồi cất tiếng nói: "Không phải là chúng ta không tin, nhưng mệnh ai thì phải truyền nhân của người đó mới quá giải được. Nếu không có cô Mỹ Dung và Thụy Mập thì hai chúng ta muôn kiếp cũng chỉ là những bức tượng đá như thế này thôi." Khang bất lực khi nghe như thế. Anh đấm mạnh hai tay vào nhau, tỏ ra bực tức, rồi lấy phụng thạch ra ngoài, phi thân trở lại xuống mặt đất. Cao Cường bị Soái Long vây khốn, không thể nào cản trở Khang được. Bây giờ lại thấy Khang từ trên nhảy xuống, tưởng rằng cậu đã giải thoát sắp xong cho hai linh thú còn lại. Hắn ta cực kỳ tức giận, tung đến liên tiếp 8 lá hắc phù, rồi hô to: "Con dùng vàng khốn kiếp kìa, mày sẽ phải trả giá. Bắt quái hành thi phù, sát." 8 lá bùa bao vây Long Hồn
tạo thành 8 cửa trong trận đồ bát quái. Lần này thì năng lực của ngài ta đã đại tiến lên Soái Long, nên đối với dạng phù triện kiểu này thì không là vấn đề gì quá lớn lao. Long hồn hùng dũng đáp lại: cơ thể của Soái Long ta sao lại bị dài lá hắc phù tà đạo của nhà ngươi làm cho vấy bẩn được, thật là không biết trời cao đất dày. 8 cửa bát quái đang liên tục bao vây rồi bắn tới hàng loạt chùm năng lượng tấn công, nhưng càng đánh thì Cao Cường càng thấy không có hiệu quả. Thậm chí những luồng năng lượng đó đang còn được Long Hồn hấp thu ngược lại làm sức mạnh cho mình. Ngài ta cuộn thân người gầm lên một tiếng động trời, trực tiếp phá tan đi phù đồ trận lục của Cao Cường. Hắn ta lập tức bị phù lục của mình phản phệ lại. Ở bên này, Hào cũng đã kê được móng lân của mình vào cổ Ngạc Nhân tộc chủ. 4 vị quỷ vương nhờ chiến thuật công đánh hợp lý cũng đã sắp tiêu diệt được 2 con hắc yêu kia hoàn toàn. Khang thì đang lại ở đằng sau lưng, anh trỏ kiếm vào Cao Cường. Kết thúc rồi, trò chơi quyền lực của ngươi chỉ đến đây thôi, hạ màn thôi. Cao Cường nghe thấy tiếng Khang ở sau lưng, hắn thừa hiểu bản thân và đồng bọn đã bị bao vây. Vậy nhưng bản thân lại không hề có lấy một chút sợ hãi nào. Hào biết Cao Cường sẽ cứng đầu và không dễ gì chịu khuất phục, anh chen vào nói tiếp: tính phá quỷ địa mạch đồ, làm tan nát long mạch trời nam của bọn tao sao? Mày đang vọng tưởng sao? Cao Cường càng cười to hơn trước, tiếng cười càng ngày càng mang trợ và có phần quái dị hơn nhiều. Hắn ta tự điểm hết 14 huyệt trên người mình rồi nói: ngây thơ, thật là ngây thơ. Cho dù tụi mày có giải thoát được hết cho lũ tứ linh thú kia thì cũng có là gì, không thể nào ngăn được tao đâu. Hôm nay dù có chết, tao cũng phải kéo theo chúng mày, và cũng phải làm cho cái trời nam này trở nên lụi bại tàn phế. Âm dương dưỡng quỷ tông, bách quỷ chiêu tập, vạn tông chiêu hồi, đại đại sắc sắc cốc. Cao Cường trống lên một tiếng to lớn khủng khiếp, không gian xung quanh như bị chấn động, âm thanh những tưởng có thể như vang xa đến cả trăm ngàn dặm không dứt. Khang nghe xong câu khẩu quyết, nó tối sầm mặt mũi lại. Tất cả đều không hiểu câu chú ngữ đó có nghĩa là gì, cho đến khi Khang giải thích: khốn nạn, mày đã chuẩn bị cho ngày này bao lâu rồi? 30 năm. Hơn 30 năm rồi đó nhóc con à. Chỉ chốc lát nữa đây thôi, tụi mày cắt biết thôi. Là như thế nào vậy chủ nhân? Khang tay run run cầm kiếm không vững, giọng nói có phần hoảng hốt đáp lời Long Hồng: hắn ta đã hiệu triệu toàn bộ âm tà quỷ quái ở nước Nam cùng đứng lên phá hoại, thậm chí còn kéo cả đám tà vật quỷ hồn từ phương Bắc sang đây nhằm tổng tiến công, phá nát long mạch trời Nam một lần và mãi mãi. Sao lại có thể được? Không đời nào đâu. Nhưng Cao Cường còn bổ sung thêm: không những vậy, toàn bộ các tà phái hắc đạo của nước Nam như Hắc Khổ Bang, Bang Môn Phái đều sẽ hưởng ứng lời hiệu triệu này của tao mà đứng lên làm loạn, tấn công cả lũ danh môn chính phái một thể. Thêm nữa, đám hắc đạo mà tao tập hợp được nơi cố hương, chúng đã vượt qua biên giới ấn mình chờ đợi từ lâu. Phan Khang, bây giờ thì ai thua? Nói đi, là tao hay là mày? Tiếng cười thỏa mãn của Cao Cường làm cho mọi người không dám tin vào chính mình. Thậm chí 2 trong số 4 vị quỷ vương phải chạy lên trên mặt đất xem thử. Lát sau họ trở xuống,
vẻ mặt của ai nấy cũng đều vội vàng. Không được rồi chủ nhân. Bên trên... Bên trên như thế nào? Cao Cường đáp thay. Tới rồi có phải không? Nhiều lắm chứ gì. Để xem coi, trời Nam đất Việt này có bao nhiêu thuật sĩ sẽ chống lại hơn chục vạn âm hồn cùng bè lũ của tao. Hào nghiến răng nghiến lợi ken két. Nó bóp mạnh vào yết hầu, làm cho tên ngạc nhân tộc chủ chết liền ngay tại chỗ. Rồi một chưởng đánh nát hồn phách của lão ta ra. Thật ra Cao Cường chỉ xem lão ta là một con cờ chốt thí không quá quan trọng. Hắn sống hay chết cũng không có nghĩa lý gì. Cái mà Cao Cường cần là mấy ngàn binh lính thủ hạ dưới trướng của lão ngạc nhân tộc đó mà thôi. Sức mạnh của Cao Cường sau khi khai mở hết 14 tử huyệt bây giờ đã được đẩy lên một tầm cao mới. Phải nói là được bung lên tới cực hạn. Vì sau khi mở tử huyệt trên người ra, hắn cũng chỉ có thể sống được nhiều nhất là 3 ngày. Thế nên không còn gì phải tiếc rẻ nữa. Dù tâm nguyện chiếm đoạt của hắn tuy không đạt được, nhưng hắn cũng mãn nguyện khi có thể phá nát nó, không cho kẻ khác được quyền động đến. Khang lập tức phát lệnh. Sói Long, bốn vị quỷ dương, mọi người cùng nhau lên trên đó, cố gắng chặn bớt đám âm tà quỷ vật lại. Gặp phương tà đạo cứ thẳng tay mà hạ. Bằng mọi cách chúng ta cũng phải liều chết mà bảo vệ long mạch của quê hương tới cùng. Khang điểm hai luồng bắt đầu tinh quân chỉ pháp mà anh mới học được vào thẳng hai con hắc yêu đang bị dồn ép. Bọn chúng trúng đòn liền ngay lập tức hóa thành tro bụi. Mọi người có chút lo lắng cho Khang, nhưng sự tình bên trên đang ngày một gấp, không thể nào chậm trễ được. Long hồn kéo anh em huynh đệ chạy thẳng lên trên. Nhìn thấy xung quanh đâu đâu cũng là âm tà quỷ quái, bầu trời đang là ban ngày cũng biến chuyển nên u tối đến đáng thương. Bọn quỷ hồn này không từ chuyện ác, hễ chúng gặp người thì giết người, gặp thú thì giết thú. Đến những tiểu yêu bé nhỏ cũng bị đám khốn nạn đó tiêu diệt để cướp lấy đạo hạnh. Phía dưới này, Cao Cường nói thêm. Ngăn chặn sao? Chúng mày tính ngăn chặn kiểu gì? Quy mô tấn công là cả nước, từ Bắc chí Nam, bất kể nơi nào, dù là chùa chiền hay miếu mạo thì chúng tao cũng sẽ tấn công. Vô ích thôi. Khang vận kinh lực để chống lại luồng nội lực hùng hậu của đối phương. Anh hóa lại dạng Á Long rồi khẳng khái đáp. Đông thì sao? Hung hãn thì sao? Người Việt bọn tao chưa bao giờ biết sợ. Đâu đâu cũng là anh hùng. Những anh tài thuật sĩ trời Nam chắc chắn sẽ không để cho chúng bày tác hoài tác quái. Giả lại, không chỉ một mình ngươi là biết gọi hội đâu Cao Cường. Xem đây, Thiên Lý truyền âm phù. Khai! Khang lấy ra một đạo bùa màu đen rồi thúc động. Lá phù phát ra ba tiếng chuông ngân to lớn, không khác gì tiếng trống của Cao Cường lúc nãy. Phía bên trên mọi người đang cố gắng chiến đấu để giết chết kẻ thù, bảo vệ cho người dân. Nghe được ba tiếng chuông này, Long Hồn liền hiểu ngay ngụ ý. Chủ nhân của diện binh, tôi quên mất, ngài ấy sẽ gọi tinh anh các phái cùng đứng lên mà chống giặc. Bọn họ đều có tham gia trong trò chơi tuyệt mệnh tại căn hầm rượu vang 2 năm về trước. Chúng ta không cô đơn đâu. Tiếng chuông vừa cất ra được vài phút thì xung quanh khu vực dưới chân núi Nhạn đã có vài thuật sĩ giang hồ các phái đánh lên tương trợ. Bọn họ vừa nhìn là nhận ra nhau ngay, vội xưng danh tính. Tôi là đồ môn của hư không phái, nhận được lời hiệu triệu của Phan Khang huynh đệ, nay xin dẫn theo sư huynh đệ đồng môn đến đây trợ chiến, tham kiến Sói Lòng, bốn vị quỷ vương và các huynh đệ đồng đạo. Còn chúng tôi là thuật sĩ tán tu, không môn không phái, nay vận nước gặp nạn, xin cùng mọi người đứng lên
dẹp giặc phò dân. Long Hồn vội thủ lễ, trong lòng vui sướng tột cùng. Vậy là không chỉ ở đây mà từ Bắc đến Nam đều có anh hùng chính nghĩa đứng lên chiến đấu. Bọn họ đều đang cố gắng hết sức bảo vệ quê hương. Long Hồn dẫn đầu anh em huynh đệ xông ra, đánh thẳng xuống núi, gặp quỷ giết quỷ, gặp bọn hắc đạo cũng thịt hết chẳng tha. Một cuộc đại chiến diễn ra gây cấn cả trong lẫn ngoài địa mạch. Tiếng pháp thuật, tiếng vũ khí đôi công va vào nhau không ngừng. Hào lao nhanh lên trước, nhằm muốn phân tâm đi sự tập trung của Cao Cường. Anh khiêu khích: "Hôm nay để tao sống mái với mày trước, thằng già kia. Cả hai đứa chúng mày cùng lên đi. Bây giờ tao chấp tất." Khang lao tới hợp sức cùng Hào tấn công. Anh đưa kiếm của mình cho Hào sử dụng. Hai tay hai kiếm chém tới không ngừng nghỉ. Kiếm quang cứ vung vút, chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh lờ mờ. Khang thì dùng bắt đẩu tinh quân chỉ, đứng ở xa cứ liên tục phóng tới, chỉ mong muốn một xa một gần, sớm ép Cao Cường vào trong hiểm cảnh. Ấy vậy mà mọi thứ không hề đơn giản như anh nghĩ. Lão ta không còn giống như trước kia. Mặc dù loại chỉ pháp mới của Khang đã mạnh hơn thiên can chỉ thuật gấp mấy lần, hơn cả âm dương chỉ thuật gấp vài chục lần, nhưng vẫn không mấy ăn thua. Gần như mọi chỉ số của lão ta đều đã đạt đến cực hạn. Sức sát thương của cả hai người không thể nào khiến cho Cao Cường bị quá nhiều tổn thương. Thậm chí hắn cũng chỉ xem đây như một bài khởi động. Tới phiên hắn ta trả đòn, lần này là hai lá bạch phù sát tiên siêu khủng bố. Hắn phóng ra, thúc động Khang phải vận long thuật của mình để kéo Hào ra xa. Hào trông thấy bạch phù mà thần sắc thất kinh. Lá phù triện màu trắng này mạnh hơn hắc phù đến 15 lần sức mạnh. Xưa nay muốn thúc động được nó thì đạo hạnh phải cỡ mức nhập tiên mới có thể mai ra. Đằng này Cao Cường làm một phát hai lá liền thì chắc chắn tu vi khủng bố đến như thế nào. Hai lá bạch phù hóa ra hàng ngàn đẩu ảnh quỷ hồn cao cấp. Mỗi đẩu ảnh tung ra một đòn sát chiêu công kích đối phương. Chỉ cần trúng một vài chiêu thôi thì chắc chắn cái mạng sẽ không còn. Khang nhìn lên trên, vận đạo thuật, bắn chỉ thuật thành một chùm để tiêu diệt bớt. Nhưng chẳng mấy ăn thua. Hết cách, chỉ còn nhìn Hào mà nói: "Chạy đi nè, cho dùng kiếm mà phá thôi. Vô Anh Bộ, Thủy Thượng Phiêu, Bách Biến Quỷ Ảnh, Âm Dương Chỉ Thuật, khai!" Trong một giây, Khang thúc động toàn bộ khinh công và bộ pháp của mình. Tốc độ bây giờ đã đạt đến cực hạn. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là chạy trốn mà thôi. Hào tương tự cũng chẳng khá khẩm hơn. Đám đấu ảnh kia ở trên cao liên tục ném sát chiêu xuống dưới. Còn Khang và Hào thì chỉ biết co giò mà chạy. Vừa chạy vừa cố gắng phá được bao nhiêu đấu ảnh thì mừng bấy nhiêu. Cũng nhờ vậy mà Khang khám phá ra được cái mới là tốc độ càng nhanh thì chỉ thuật bắn ra được càng nhiều. Cả số đường kiếm pháp cũng có thể múa được như vậy. Trong vòng 15 đến 20 giây, hai người đã tiêu diệt được hơn 500 đấu ảnh, không cho nó xuất chiêu tất sát. Số còn lại sau khi dùng chiêu xong cũng tự động tiêu tan. Vừa chạy xong thì cả hai người cảm thấy bản thân có cái gì đó lạ lạ. Nội lực trong người cũng tăng tiến nhanh chóng. Không những không thấy mệt mà còn thấy khỏe hơn nữa. Điều này tạo ra một nỗi nghi ngờ. Liệu số bộ pháp của Khang và Hào sử dụng có phải là từ một chiêu biến hóa mà thành hay không? Sau khi chạy được một lúc, đôi chân đã thuần thục. Thậm chí khi đi cũng không còn cảm giác như là mình đang đi, cứ như đang lướt trên mặt đất. Cao Cường vô cùng bất ngờ khi chứng kiến đối thủ lại tiếp tục tiến cảnh khi đang giao chiến với mình. Hắn thái độ bất phục nói: "Khốn nạn, tụi mày quá là gan to đầy trời. Dám gộp hết cả bộ pháp lại mà dùng chung một lực, không sợ phản phệ chết luôn hay sao?"
Nếu chỉ dùng một loại bộ pháp cơ bản thì sao bọn tao có thể đủ tốc độ tránh né được những đòn sát chiêu hung hiểm của đạo ảnh chứ? Liệu ăn nhiều thôi. Khang cũng lên tiếng. Đã vậy thì thử lại bắt đầu chỉ pháp thêm một lần nữa xem, xem lần này khác lần trước hay không. Phóng. Khang bắn ra đâu đó khoảng chục đường. Cao Cường không để bọn chúng vào mắt nên chỉ dùng một tay để đỡ. Một tiếng bụp phát ra, hắn ta cảm nhận tay mình đau nhói. Thật ra tốc độ bắn của Khang đã nhanh đến nỗi trong một tia chỉ thuật đã có thể chồng chéo thêm cả mười mấy tia cùng bằng biên độ. Thế nên bằng mắt thường của con người hay âm dương nhãn đều không thể nhận ra. Kiếm ảnh mà Hào chém tới cũng y hệt như vậy. Nó lần này nhanh đến độ hoàn toàn vô hình. Chỉ khi chém xong rồi, sát thương xong rồi thì người thi triển với kẻ trúng chiêu mới biết được. Cao Cường tạm thời rơi vào thế khó. Nhưng ở bên trên, Long Hồn cùng các anh em huynh đệ lại càng khó chịu hơn. Vì số âm tà quỷ vật đông quá, không thể nào đối phó một cách dễ dàng được. Thậm chí có vài người do năng lực kém, đạo hạnh không cao, không những không giết được quỷ hồn mà còn bị bọn chúng hại chết. Long Hồn cùng các huynh đệ đang bị bao vây cô lập giữa ngàn con quỷ hồn từ thấp đến cao. Thấp thoáng đâu đó còn có cả mấy mươi tên giang hồ hắc đạo. Bốn vị quỷ vương đứng ở bên ngoài chăm chăm dán mắt vô đám kẻ thù đang chực chờ lấy mạng. Một tên trong đám bàn môn phái lên tiếng. Hôm nay chính là ngày tàn của lũ sâu bọ bọn bầy, còn không mau chịu chết. Anh em thuật sĩ nghe vậy càng căm thù lũ bán nước và đám quỷ hồn khốn nạn này, nên lên tiếng quát trợ uy. Đám súc sinh cơ hội bỉ ổi tụi mày, đừng để lát nữa tao tóm được, nhất định cái chết dành cho bọn bay không dễ chịu chút nào đâu. Sắp chết đến nơi rồi mà còn già mồm, xong lên giết sạch, tuyệt đối không được cho kẻ nào sống sót, nhất là con rồng vàng kia. Đám tụi nó lại ào lên tấn công. Anh em trong này đều xông ra tử chiến. Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái với dung mạo xinh đẹp dễ thương, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đào phải xếp vào hàng cực phẩm. Cô vung kiếm chém mạnh một đường, lập tức hạ sát 5-6 tên quỷ hồn trước mặt, cho gằn giọng mà kêu. Kẻ nào dám hại anh hùng trời Nam, kẻ đó nhất định phải bước qua xác của chị mày trước. Cô gái đó cất tiếng giọng dạc, khiến cho cả đám quỷ hồn không dám động tay chân. Nhân lúc này, Long Hồn ra hiệu cho tất cả cùng lao lên phá vòng vây để tránh bị cô lập. Cô từ môn phái nào tới ứng cứu? Có thông tin gì ở những chỗ khác hay không? Ông không cần quan tâm tôi thuộc môn phái nào. Hiện tại thì giới đạo thuật cả nước đang vùng lên đánh đuổi giặc rồi. Các phái to nhỏ đều đã xuất trận quyết tâm bảo vệ nước nhà. Chiến sự bây giờ đang rất căng thẳng. Vừa nói, cô vừa nghĩ đến sư phụ mình. Thấy trong nhóm có cả môn đồ của thất đại phái huyền thuật, cô liền kéo một người lại hỏi ngay. Chưởng môn của các người có trợ chiến hay không? Em gái ơi, chưởng môn đi canh giữ tà giới cùng với 6 vị chưởng môn khác rồi. Ngày đầu Cao Cường hắn ta âm thầm liên kết với thế lực tà giới nhằm thôn chiếm thế giới của chúng ta, cho nên bọn họ phải đến đó canh giữ để đề phòng bất trắc đó. Một người khác cũng chen vào. Nghe đâu để điều tra rõ ngọn ngành âm mưu của đám yêu ma tà giới đó thì vị thiên sư đánh bại của vị thiên hồ á đã đi vào trong đó để tìm hiểu thông tin rồi thì phải. Anh nói cái gì? Người đánh bại của vị thiên hồ hả? Người đó tên gì? Anh có biết không? Không rõ. Dung mạo tuấn tú đẹp trai, nhìn như mới 22-23 thôi. Trên lưng mang theo một thanh kiếm màu xanh lục. Đúng rồi, tôi nghe các vị chưởng môn gọi anh ta là Lăng Quân. Là Lăng Quân đó. Lăng Quân, cái tên này nghe rất quen. Long Hồn nhớ lại hình ảnh bản thân cũng đã gặp người này rồi thì phải.
Đúng rồi, là cậu thanh niên mấy năm trước xuyên không với chủ nhân, về lại quá khứ để phá tứ tượng phong ấn trận của Cao Biển. Lâm Hồn nhìn thấy cô gái đột nhiên vui vẻ, trên môi nở nụ cười. Cô ta vừa hạ sát quỷ hồn, vừa nói: Biết sư phụ ở đâu rồi? Mình biết Lăng Quân ở đâu rồi? Vậy cô đây là... Ngài Long Hồn của anh Khang đúng không? Anh ấy đang ở đâu? Tôi có đồ muốn giao cho anh á. Ờ, là thứ gì? Cô là ai mà muốn gặp chủ nhân của ta? Cô gái không nói không rằng, lấy trong túi ra một nắm bụi tinh phách màu đỏ. Số bụi tinh phách đó được kết tinh lại thành khuôn mặt của một cô gái. Long Hồn liền nhận ra ai, ngay gấp rút mà kêu lên: Là chủ mẫu. Cô gái à, chủ nhân tôi đang ở bên dưới chân thấp nhạn này. Cô cứ theo thẳng đường tôi đã chỉ, rẽ vào ngã thứ hai ô thứ tư, băng qua một con hồ dung nham nóng. Sau đó cô sẽ thấy một cổ quan tài nhỏ. Bên trên quan tài có bốn cái lỗ, đó là địa mạch đồ nối vào bên trong địa mạch. Chủ nhân tôi đang ở trong đó. Cô mau đưa tinh phách của chủ mẫu cho cậu ấy bằng bất cứ giá nào. Chúng tôi trông cậy hết ở cô. Cô gái nghe theo lời chỉ dẫn của Long Hồn, cứ vậy mà tìm xuống. Lúc này trên khắp đất nước, ở mọi địa điểm linh thiêng đều đang bị tấn công. Chùa miếu, cơ sở thờ tự, đạo quán, đạo gia, thậm chí là tới các nhà thờ cũng bị quấy nhiễu. Các bậc chân nhân, cao tăng nhà sư, các cha linh mục cùng các sơ và hàng loạt những người tu học, dù là có môn phái hay là tự học, đều nhất tề đứng lên đấu tranh giữ lấy yên bình, bảo vệ long mạch của quê hương đất nước. Bọn họ cùng bỏ qua sự khác biệt về mặt tôn giáo, đều lấy chính nghĩa dẹp loạn làm đầu, quyết xả thân, quên mình, không chút do dự. Cũng nhờ tiếng chuông hiệu triệu và sự đồng lòng đoàn kết đó của mọi người, nên mới ngăn chặn được sự xâm lăng của đám ác bá cường đạo và lũ tà sư bán trẻ lương tâm, giúp giặc giày xéo long mạch quê hương. Đứng ở trên trời nhìn xuống, ông cố Phan Bửu của Khang cũng đang lo lắng hồi hộp, vừa vuốt trâu vừa lo cho thằng cháu cố của mình. Xem ra mọi chuyện tới đây cũng tới lúc phải chấm dứt rồi. Hy vọng mọi người đồng lòng chiến đấu cùng nhau. Khang à, con phải thắng. Ông ở trên trời nhất định sẽ phù hộ cho con và mọi người hết sức. Phía bên trong thì qua một thời gian giao tranh, cuối cùng Khang cũng nhận ra sức mạnh của Cao Cường gần như không có điểm cuối. Càng đánh lâu, hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ và không thể bị hạ gục. Khang và Hào bị đánh bật ra không biết bao nhiêu lần, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, khiến cho cả hai thương tích ngày một nặng thêm. Khang chống kiếm tiếp tục đứng lên chiến đấu. Khai mở hết thải 13 tử huyệt là tao đã muốn chúng mày cùng tao chết chùm rồi. Mau đem xác thằng mập đó giao ra đây. Hắn ta phóng tới thêm một lá bạch phù nữa, muốn ép hai người bọn họ vào bước đường cùng, sau đó buộc họ phải giao ra chân huyết. Thêm nữa, hắn muốn đợi Thụy tỉnh lại để tóm luôn cả ba một mẻ, nên không thể giết được Khang và Hào ngay lúc này. Lá bạch phù bay tới, cả hai cùng gồng mình chống đỡ. Cao Cường ngỡ chuyến này sắp được làm cường giả áp bức con nít rồi, cho đến khi một thanh kiếm phóng tới chém đứt lá bùa rồi găm thẳng vào mặt đất. Khang bất ngờ định thần lại xem thử có chuyện gì xảy ra, thì nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt dễ thương xinh đẹp nhưng có phần hơi đanh đá bước đến. Cô ta đứng trước mặt Khang và Hào, trút thanh kiếm lên rồi nhìn Cao Cường bằng một ánh mắt khinh bỉ ra mặt. Lão ta nhìn thấy vậy trông chướng mắt lắm. Con nhãi ranh, ở đâu mò tới vậy? Ông hỏi tên ta làm cái gì? Thích ta lắm đúng không? Có điều ta chỉ yêu sư phụ đẹp trai của mình thôi, chứ cái người già khú đế như ông thì bích cửa,
Cao Cường phát điên, phóng liền ba chưởng nhằm hạ sát đối phương. Nhưng cô gái kia lại nhanh hơn, chém chưởng lực tan tành ra thành gió hết. Hào thật không ngờ, đứa con gái đứng trước mặt mình lại không cần dùng phép thuật, vẫn thừa sức đỡ chiêu của Cao Cường. Em gái à, em là đệ tử nội môn của phái nào vậy? Nói cho anh biết chứ. Tôi không có thuộc môn phái nào hết, chỉ là đi ngang qua đây, thấy đột nhiên có nhiều âm tà quỷ quái xuất hiện nên tôi ra tay tương trợ. Còn anh có phải là Phan Khang hay không? Trên đường du ngoạn sáng nay á, tôi thấy cái này của anh bay lạc nè, cho nên vội tóm lấy. Chính nó dẫn đường cho tôi đến đây đó. Khang không hiểu lời mà cô gái lạ đó nói. Anh làm gì có món đồ nào rơi rớt ra ngoài chứ? Thấy Khang có vẻ không tin nên cô ta thả nắm tinh phách đã được tụ thành một phần hồn phách nhỏ trong tay cho anh chụp lấy. Không thể nào, là Mỹ Dung. Hả? Cái gì chứ? Cao Cường cũng hoàn toàn bất ngờ theo thông tin này. Cô gái kể lại là bắt được mảnh tinh phách khi đang trên đường đi đến Cao Nguyên Vân Hòa, vì nghe bảo nơi đó có nhiều linh khí để tu luyện. Linh phách đó đã năn nỉ cô gái đến đây tìm Khang, thế nên cô mới có mặt ở đây trong giây phút này. Khang nhìn kỹ mảnh tinh phách đang tích tụ lại thành linh hồn trong tay mình mà hỏi: còn nữa hay không? Cô còn chút nào nữa hay không? Tôi chỉ bắt được từng đó thôi, nhưng mà anh có túi âm dương và bình hỗn độn mà, hai món đó đều có thể tự tái tạo hồn phách được đó. Khang liền nhanh chóng cất lấy tinh phách của Mỹ Dung vào bên trong túi âm dương. Anh còn truyền long khí vào trong đó nhằm giúp tăng tốc quá trình hồn phách phục hồi. Chỉ cần Mỹ Dung còn hồn thì Khang vẫn còn có thể dùng linh thạch cho cô ấy sống lại. Cao Cường thấy thế, giả tâm chiếm đoạt của hắn lại càng cao hơn. Hắn tiến tới hai bước, cất lời hăm dọa: tốt lắm. Thế thì mau chóng đem dao mới tinh phách nó ra cho tao, bằng không tao giết cả ba đứa mày cùng lúc. Hào hóa trở lại dạng bán lân, lần này nó tự tin hơn trước rất nhiều mà đáp lại: mày thử nghĩ xem bọn tao có dao ra hay không. Linh phách của chân phụng ở đây, vậy xem như tứ linh đã tập hợp đầy đủ. Điều đó có nghĩa là... Khang lạnh giọng đáp lời: nghĩa là cái thứ vọng tưởng về tứ tượng phong ấn trận của ngươi cũng chính thức kết thúc rồi. Anh Khang, đi giải cứu phong tượng đi. Tôi biết anh đang chờ đợi điều gì mà. Còn phần hắn á, tôi thay anh lo liệu. Khang một tay vẫn ôm khư khư lấy chiếc túi âm dương. Anh cắn môi đáp: cảm ơn cô. Hào à, nhớ bảo vệ người đẹp cho tốt đó. Chúng ta cùng lên. Thần Long Thuật, Tiên Thiên Công, khai! Khang dồn Long Thuật vào hai đầu ngón tay, xong điểm một chỉ hình rồng thật lớn, công kích thẳng vào Cao Cường. Hắn ta không những không tránh mà còn dùng một tay chống đỡ. Khang mặc kệ lão ta làm gì, nhất lượt cả ba cùng xông lên. Mục tiêu của Khang không phải là Cao Cường mà chính là phụng tượng. Anh lách người thật nhanh, tránh thoát khỏi tầm tấn công của đối thủ và áp sát phụng tượng. Lấy phụng thạch và linh phách của Mỹ Dung ra ngoài, Khang bay lên thật cao, đặt nó ngay ngắn vào trong bệ ngọc, rồi sau đó cho linh phách của người yêu vào trong viên phụng thạch luôn. Lần này không cần máu mà là dùng chính linh hồn để xác nhận. Khang bắt khẩu quyết, niệm ấn chú rồi hô lên thật to: Thần Long Thuật, Phong Ấn Thuật, khai trừ! Tiếng hét cực lớn cùng với lực đạo khủng khiếp Khang truyền vào trong viên phụng thạch, và cuối cùng nó cũng có tác dụng. Khang nhảy lên, đứng trên đầu phụng tượng, chờ đợi sự thay đổi. Toàn thân con chim bằng đá lần này đang từ từ hóa thành một con phượng hoàng đỏ rực, hùng vĩ.
trên đầu có một chùm lông vũ đang bốc cháy. Nhưng tuyệt nhiên lửa này lại không gây sát thương hay tổn hại gì cho Khang. Thậm chí nó còn giúp anh hồi phục lại sức lực và chữa lành mọi vết thương từ nãy tới giờ do chiến đấu. Hỏa Phượng lắc người rồi vung cánh kêu lên một tiếng thật to như sấm động. Phía bên này, Cao Cường cùng Hào và cô gái kia cũng theo quán tính mà ngước mắt nhìn. Ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của Phượng Hoàng. Hào phấn khích kêu lên. Thành công rồi, Phụng Tượng giải cứu được rồi, Mỹ Dung có hy vọng. Phụng Thần chở Khang bay đi lại chỗ vị trí của đồng bạn. Bà ta ngước lên nhìn ngắm chàng rể của mình, đầu tóc đã điểm vài sợi bạc lưa thưa, mà nói: con dùng mắt nhìn của nó sao mà kém vậy? Hết đứa để yêu hay sao mà lại chọn một ông già vậy cả? Ừ, không có, con chỉ mới 28 thôi mà. Phụng Tượng không để tâm những lời Khang nói cho lắm. Bà ta cho anh đứng xuống đất, rồi lại đưa mắt nhìn Cao Cường. Cao Cường, tiểu tử nhà ngươi nhốt chúng ta tận 30 năm, giờ còn muốn phá đi long mạch trời nam nữa. Rốt cuộc là phải như thế nào nhà ngươi mới chịu dừng lại hả? Còn muốn sao nữa, dĩ nhiên là phải chiếm cả long mạch này rồi. Bộ ngươi không nghĩ xem, hiện giờ ngươi đủ sức làm đối thủ của ta sao? Tứ linh thú các người thì không được can dự vào chuyện của dương giới. Huống hồ gì giết người sống như ta. Muốn ra tay động thủ thì phải có đủ 4 truyền nhân của tứ linh hợp sức. Mỹ Dung chết rồi, phần linh phách cuối cùng của nó cũng bị thằng nhãi con Phan Khang đem dung hòa vào bên trong linh thạch. Ta còn phải sợ cái gì nữa chứ? Người chắc chứ? Phụng Thần nói xong, xòe ra đôi cánh phượng. Một đốm lửa nhỏ từ bên trong bay ra. Đốm lửa đó từ từ hóa thành hình hài chân dạng của Mỹ Dung, đứng sừng sững trước mặt tất cả. Khang nhìn thấy cô sống lại, vô cùng xúc động, lao đến ôm chầm lấy cô. Mỹ Dung cũng ôm chặt Khang mà không dám buông tay một giây phút nào. Đến cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã được rơi. Lúc này Vi cũng ước giá như An Thư cũng được sống trở lại bình thường, thì Lăng Quân sư phụ của cô đã không phải buồn tình mà thình lình bỏ đi biệt dạng như vậy. Nhưng nói cho cùng, đó cũng là phúc phận của mỗi con người, không thể nào đem ra đối chiếu hay so sánh được. Khang như sợ đây không phải là sự thật, nên sờ vào túi âm dương để kiểm tra, xem thể xác Mỹ Dung được mình cất giữ trong đó liệu có còn hay không. Phụng Thần hiểu ý ngay, bà nói: ta lấy trong đó ra chứ đâu. Kỹ công ngươi chân thành tính cẩn, giả lại cũng mang vác trọng trách trên vai, nên ta cho nó sống lại để giúp ngươi hoàn thành sứ mạng. Nhớ thay ta giết cái gã súc sinh đó và giải cứu cho quy thần. Mọi chuyện bên ngoài các ngươi chớ lo, đã có Phụng Thần ta xử trí. Nói vừa dứt câu thì Phụng Thần bay lượn một vòng xung quanh địa mạch. Bay đến đâu, sinh khí của Phượng tỏa ra đến đó. Cả một vùng đất rộng lớn khô cằn nay lại được xanh mát tốt tươi. Linh khí của sinh vật vì thế cũng đều phục hồi cả. Mỹ Dung sống lại, sức mạnh cũng được hoàn trả như lúc đầu. Cô ghim sâu mối thù giết chết cả nhà mình, lại còn trúng một đòn của hắn ta, khiến cho thân tàn mạng tán. Cô tiến tới trước, hóa dạng Á Phụng, rồi cất giọng hùng hồn: Cao Cường, thù chung nợ riêng, tính hết một lần trong hôm nay đi. Hào, Khang và cả cô gái lạ mặt kia cũng đều vào vị trí. Thấy tình hình tạm thời không có lợi thế cho mình, Cao Cường muốn bỏ chạy, lánh mặt đi vào những tầng sâu hơn của địa mạch, chờ cơ hội sơ hở để ra đòn. Hắn hóa thành một làn khói đen bay vút đi, để lại một câu nói: bốn đánh một không chết cũng bị thương, các ngươi chơi như vậy là không công bằng.
Thế thì để ta bắt các ngươi tự tiêu diệt chính mình trước. Tương tàn ảo ảnh trận, khai. Chú ngữ vừa dứt thì một luồng ánh sáng trắng hiện ra trong đầu của cả bốn người bọn họ. Tiếp theo thì không thấy Cao Cường đâu cả, nhưng mà bọn họ vẫn nghe được rất rõ từng lời từng chữ của hắn ta, với thái độ cực kỳ khiêu khích. Cuộc chiến mới chỉ khởi đầu thôi. Ta vờn các ngươi trong trận pháp này và sẽ chứng kiến các ngươi tự chém giết lẫn nhau mà chết. Hẳn là thú vị lắm. Khủng khiếp thật. Mọi người phải cẩn thận đó. Hắn ta cực kỳ gian xảo và lại giỏi sử dụng trận pháp, không chừng lại mắc lừa thì tôi đó. Khang lên tiếng để nhắc nhở mọi người. Anh thoáng thấy Cao Cường đứng ở xa xa, cách mình chỉ tầm 20 bước chân. Cứ ngỡ là hắn thật nên anh vung kiếm tới chém. Tất sát kiếm, chém. Anh Khang, là em, Mỹ Dung đây. Là em sao? Không thể nào. Rõ ràng chính mắt anh nhìn thấy Cao Cường mà. Hắn đâu rồi? Hình ảnh của Mỹ Dung trong mắt Khang lại biến thành Cao Cường, cho nên mới khiến anh tung ra đòn tấn công người mình yêu. Mỹ Dung biết anh nhầm nên không hề trách cứ. Lần này cô lại thấy một bóng người giống Cao Cường, cách mình chỉ 7-8 bước chân. Cô liền dùng hỏa thuật thiêu cháy ngay. Nhưng không ngờ nóng quá. Chị Dung ơi, tôi là chân lớn đấy mà. Lần này cô lại nhìn nhầm Hào là gã Cao Cường khốn kiếp. Lúc này mọi người mới dần nhận ra điểm bất ổn mà Cao Cường nói chính là cái gì. Hắn ta sẽ dùng huyễn thuật để che mắt tất cả, khiến trong tầm mắt của ai cũng là hắn. Họ sẽ lao vào chém giết lẫn nhau. Nãy giờ bọn họ đã công kích nhầm người 2 lần rồi, thế nên lần này sẽ phải cẩn thận hơn. Hào nhìn thấy Cao Cường đang khiêu khích mình, nhưng anh ta không có lấy một chút đề phòng, mà lại cho rằng đây chính là một trong số những người đồng đội của mình mà thôi. Anh tiến tới hỏi: Khang đó sao? Hay là chị Dung? Hay là cô nữ pháp sư ban nãy? Chốt cuộc lại đó, mau nói đi, kẻo. Nhưng bất thình lình, Cường đấm mạnh vào bụng Hào một cú như trời giáng. Hào đau đớn nằm vật ra đất, kêu la quằn quại. Mọi người nghe thấy tiếng của Hào thì phút chốc rơi vào hoảng loạn ngay. Không gian hiện giờ tạm thời toàn là một màu trắng muốt, thế nên không thể nào xác định được vị trí rõ ràng của từng người được. Cao Cường cười khúc khích, tự đắc với bản thân. Ngay thử, rồi từ từ ta sẽ tiễn hết tất cả các ngươi vào địa ngục. Lát sau Khang cảm thấy có âm thanh gì lạ phát ra ngay sau lưng. Anh giơ kiếm quay ra đỡ, thì thấy cô gái nữ pháp sư đang vung kiếm chém mình. Vừa chém vừa nói: Tính đâm lén chị mày hả thằng già? Đâu có dễ ăn gì vậy? Đã, cô bình tĩnh lên đi. Tôi không phải là Cao Khương, là Phan Khang đây. À, là anh sao? Tôi mới thấy hắn kia mà. Lạ thật. Như vậy có thể thấy là toàn bộ thành viên trong nhóm hiện tại đều đã nhầm lẫn, hoặc là bị nhầm lẫn là Cao Cường. Cứ cái đà này thì thương vong cũng không phải là nhỏ. Khang liền ra hiệu cho cô gái đó đứng bên cạnh mình để tránh bị không gian làm cho thất lạc, rồi lên tiếng nói to: Dung, Hảo à, hai người nghe thấy hay không? Nếu nghe được thì hãy nhớ đây, chúng ta không cần tấn công hình ảnh của Cao Cường làm gì, vì rất có thể đó chính là đồng đội của chúng ta. Nhưng mà không tấn công á thì làm thế nào để phá trận đây? Không làm gì cả, chúng ta chỉ phòng thủ Cao Cường đánh lén thôi. Đợi tôi nghĩ cách phá trận thì chúng ta mới tự do hành động. Đứng yên một chỗ phòng thủ thôi. Dung và Hào đều đáp lại là đã rõ. Nếu đều bất động như vậy thì không chừng đây lại là tình huống có lợi cho chính tổ đội của Khang, vì Thủy có thêm thời gian để dưỡng sức. Vừa ngó nghiêng không gian xung quanh thử, đột nhiên Khang nhớ lại chuyện gì đó.
liền quay sang cô pháp sư mới xuất hiện không lâu tương trợ mình. Có cái này tôi muốn hỏi, thanh kiếm cô đang mang trên người có phải là thanh Thiên Long cổ định kiếm hay không? Cô gái thấy có người biết đến lai lịch thanh kiếm của mình liền tỏ vẻ ngạc nhiên, định hỏi lại nhưng đã bị Khang hớp lời trước. Cô đang thắc mắc là tại sao tôi biết chứ gì? Thế cô và Lăng Quân có mối quan hệ gì với nhau? Sư huynh đệ đồng môn hả? Nghe tới Lăng Quân, cô nữ pháp sư lém lĩnh đó cũng không giấu giếm gì nữa. Cô thật thà tiết lộ thân phận của mình. Tôi là Trần Vi, đệ tử của anh ấy. Thanh kiếm này chính là sư phụ Lăng Quân tặng nó cho tôi. Tôi luôn mang theo từ đó tới giờ, không rời nửa bước. Trong tuổi tác cô và thằng nhóc Lăng Quân hình như cũng ngang nhau mà. Chắc lại đạo hạnh và năng lực của cô trông có vẻ cao hơn cả nó nữa. Sao là đệ tử của nó được? Cái này tôi đâu có biết. Nhưng mà chính ông nội của sư phụ đã khai nhãn cho tôi. Còn nói rằng sau này tôi sẽ còn mạnh hơn cả anh ấy. Sau khi anh diệt được cửu vĩ thiên hồ An Thư thì sư phụ để lại cho tôi toàn bộ bí kíp cùng một vài pháp bảo để tu luyện trước khi rời đi biệt tích. À, trong đó còn có kèm một bức thư nói với anh nữa. Khang nghe nhắc đến An Thư mà vô cùng bất ngờ. Cô bé ngày xưa cùng với Quân và hai người họ xuyên không đây mà, sao lại đột nhiên biến thành cửu vĩ hồ được? Trần Vi cũng giải đáp thắc mắc cho Khang để anh hiểu rõ được ngọn ngành. Nghe xong, Khang chạnh lòng tặc lưỡi mà nói: đúng là nghiệt duyên. Nếu nói như vậy thì sự kiện cửu vĩ thiên hồ xảy ra khi tôi còn đang bận quỷ sự bên Campuchia nên không hay biết bất cứ thông tin nào để trợ chiến. Không ngờ cớ sự lại tới như vậy. Bây giờ Quân vào tà giới rồi, còn chưa biết khi nào mới trở ra. Khi nãy cô nói tới lá thư nói về tôi, nó như thế nào vậy? Sư phụ tôi trước khi đi á đã để lại một lá thư, trong đó viết rõ ngày giờ rõ ràng tôi cần đến cao nguyên Vân Hòa để làm một số chuyện giúp đỡ cho Phan Khang thay nấy. Thế nên tôi mới xuất hiện ở đó và bắt gặp tinh phách của Mỹ Dung, sau cùng là gặp anh nè. Xin lỗi vì tới bây giờ tôi mới nói. Tôi sợ anh là người mạo danh Phan Khang cùng với Long Hồn. Khang nghe kể xong mà cảm phục trước tài nghệ dự đoán tương lai của tên nhóc có tính cách ngông cuồng ngạo mạn kia. Xem ra chuyện của Vĩ Thiên Hồ xuất thế xong rồi bị đánh bại, rồi cả đám âm tà quỷ vật hôm nay nườm nượp kéo đến, e rằng không phải là trùng hợp. Nhưng cũng không hề có bất cứ chứng cứ nào chứng minh được hai chuyện đó có liên quan với nhau. Thôi cứ bỏ qua, hiện giờ có thêm đồng minh là tốt rồi, cũng có thể san sẻ được phần nào gánh nặng cho nhau. Bây giờ sau một khoảng thời gian không cảm giác được Cao Cường đang tấn công nữa thì Khang bắt đầu hơi quan ngại. Dù sao cũng phải kiếm cách phá trận để mọi thứ trở nên bình thường, chứ cứ như thế này mãi thì không phải là điều hay. Cao Cường vẫn đang ở thế chủ động hơn tất cả. Hắn có thể từ trong bóng tối thình lình đánh ra ám sát. Nếu như vậy thì dù có ba đầu sáu tay, Khang và đồng đội cũng khó mà đề phòng được. Đứng ở đây lâu thêm một giây, tức là nguy hiểm đến với mình sẽ càng sớm hơn một chút. Khang nói to: Dung à, phụng hỏa của em có thể soi được sự thật đúng chứ? Phải rồi, ý anh là... Em phóng xuất lên trời một chùm hỏa khí đi. Anh muốn chúng soi sáng mọi góc cạnh, chúng ta sẽ thấy được mình và đồng đội đang ở đâu. Và dĩ nhiên, kể cả thằng già Cao Cường khốn kiếp đó nữa. Dung hiểu ý ngay, cô liền vận hỏa thuật của mình để soi sáng hết toàn bộ khu vực trận pháp đang bị ánh sáng trắng bủa vây. Khang nhìn thấy một chùm lửa hắt lên vị trí đứng của hai người. Anh tin chắc là Mỹ Dung đang đứng cách Hào không xa. Duy chỉ có Cao Cường vì sợ bại lộ nên phải tự tách riêng đứng một mình một chỗ. Hắn ta không tin rằng chỉ một đốm lửa nhỏ lại có khả năng phát giác ra vị trí của mình, vì thế mà cực kỳ chủ quan và hớ hên phòng thủ. Và không nói không rằng,
Khang bắn tới một bắt đầu chỉ pháp tấn công. Lần này thì quả là không thể nào sai được. Luồng chỉ thuật đã đánh trúng mục tiêu cần trúng. Cao Cường bị chỉ lực đánh bay ra xa mấy mét. Trạng thái tỉnh thức để duy trì trận pháp cũng không thể nào kéo dài thêm được nữa, đã hoàn toàn biến mất đi. Cứ như thế mà tương tàn ảo ảnh trận bị giải khai. Bây giờ tất cả đều có thể nhìn thấy nhau rồi, và không phải e dè gì nữa. Khang tiến lên một bước, dõng dạc tuyên bố: "Mấy cái trò đó của mày chỉ lừa được con nít thôi. Mày hết đường chạy rồi Cao Cường. Bọn người tính giết ta sao? Quá trễ rồi. Đám thuộc hạ của ta và lũ âm tà đang đánh xuống tới tận đây. Liệu ai mới là con mồi trong cuộc đi săn hôm nay chứ? Không riêng ở đây mà khắp nước Nam đều có dấu răng của thuộc hạ ta rồi." Hắn ta vừa nói dứt câu xong thì tất cả mọi người đều bắt đầu nghe được những âm thanh chiến đấu ác liệt bên trên vọng xuống. Mặc dù bên trong địa mạch đồ đã cách rất xa mặt đất rồi. Quả đúng là bên trên có chuyện thật sự. Nói chính xác hơn là phe chính đạo đang dần thất thủ. Do số yêu quái ngày một đông nên những pháp sư chính đạo càng lúc càng chật vật. Cứ giết được con này thì sẽ có con khác trám vào chỗ ngay. Long hồn tuy mạnh mẽ, một mình có thể đánh hạ được nhiều con cùng lúc, nhưng cũng không dọn xuể được. Phụng thần thì cứ liên tục bay lượn trên trời, dùng chân hỏa của mình để hồi phục sinh lực và pháp lực cho phe này. Mặc dù bà cũng đang rất nóng lòng, thậm chí muốn ra tay để quét sạch chúng nó, nhưng bà không thể làm vậy được. Bởi như thế là nghịch vào lẽ tự nhiên của đất trời, phạm vào thiên đạo. Hậu quả sẽ không đoán nổi. Bà chỉ dám hỗ trợ chứ không dám mạnh tay. Lỡ như làm chết một kẻ nào đó hay hại đến bọn ma quỷ xấu xa thì bà cũng sẽ bị ghi tội với thiên đạo. Bên dưới mặt đất ai ai cũng nhìn lên với hy vọng được bà giúp đỡ ra tay quét sạch yêu ma. Thậm chí Long Hồn còn khẩn thiết van xin: "Phụng thần, cầu xin người hãy giúp chúng tôi một tay. Bọn chúng đông quá, chúng tôi không đánh xuể." Tất cả những điều này càng làm cho bà khó xử hơn. Do không được ra tay, nhưng bà cũng liều mạng tiết lộ thiên cơ một ít. "Phải giải thoát cho Quy Thần, nhờ ông ấy giúp sức thì mới phòng thủ đám yêu vật này được. Chứ như ta thì không thể sát hại bọn chúng đâu." Long Hồn tung ra một chưởng cực mạnh, lập tức đánh tan nát hồn phách của cả chục con quỷ áo tím trước mặt. Vốn đã sống ở thế gian hơn ngàn năm nên ông ta biết Phụng Thần đang lo ngại điều gì. Long Hồn hét to: "Bà sợ bản thân chịu phạt do phạm phải lẽ trời? Không lẽ bà lại trơ mắt đứng nhìn Long Mạch Trời Nam để cho kẻ ác cướp mất hoặc là phá nát nó hay sao?" Phụng Thần tỏ vẻ bối rối khó xử. Lời của Long Hồn không sai, nhưng nếu như tham chiến thật thì e rằng không thỏa đáng. Bà vẫn cố nhẫn nhịn quan sát thử. Lần này Long Hồn không nể nang thứ bậc gì nữa, mà thay vào đó mắng: "Tứ linh thú sinh ra để bảo vệ trời Nam, nay bà sợ gặp trạng cho riêng mình mà bỏ mặc sinh linh con dân đất Việt. Bà không xứng đáng là linh thể của tứ linh thú. Bà chỉ là một con quạ hèn nhát thôi." "Soái Long, ta nghĩ nhà ngươi quá sất sược rồi đó. Hạng tiểu yêu như ngươi mà dám lên mặt dạy đời ta hay sao? Có tin ta giết chết ngươi hay không?" Long Hồn chưa kịp trả lời thì những vị pháp sư bên dưới đã thay ông đáp lại lời Phụng Thần một cách đầy quả quyết: "Nếu vậy hãy giết hết bọn tôi luôn đi, chứ đừng mang cái uy ra để mà dọa người khác. Nếu người sợ sệt thì có thể rời đi, chúng tôi không cần bà nữa." Phụng Thần trong lòng bừng lên lửa giận vì đám con người đó không hiểu được nỗi khổ tâm của bà. Bà đâu phải là Phụng Thần thật sự đâu,
cũng chỉ là một mảnh tinh phách rất nhỏ được cử xuống trần gian để tìm người phá long mạch. Cái bà sợ không phải là bản thân mình bị hình phạt, mà là sợ thiên giới cũng vì lần phạm nhân quả này của bà mà trừng phạt nhân gian. Nhưng dù sao có trách hết 9 phần thì cũng phải chừa lại một phần thông cảm. Bọn họ liều mạng dốc lòng bảo vệ xã tắc, thì có những lời lẽ và thái độ như vậy cũng không có gì gọi là quá đáng. Phụng thần quay mặt bay thẳng lên sông Ngân Hà để tìm đồng bạn. Ở dưới này, Long Hồn chứng kiến như vậy, cắn răng động viên anh em huynh đệ. Tất cả mọi người à, chúng ta là con dân đất Việt. Ta tuy chỉ là một con cá chép may mắn quá rộng, nhưng hôm nay nếu lỡ như có gì việc nghĩa mà bỏ mạng tại đây cũng tuyệt đối không hối tiếc. Các huynh đệ, có kẻ nào tham sống sợ chết hay không? Tất cả đều cùng đồng thanh hét vang lên khắp núi Nhạn là không sợ. Tốt, có dám cùng ta tử chiến để bảo vệ địa mạch long mạch quê hương hay không? Tiếng đồng thanh lại vang lên. Tử chiến, đánh cho tới hơi thở cuối cùng. Long Hồn ngửa mặt lên trời, cười một tiếng đầy sảng khoái, rồi hét to. Được, vậy thì sát. Sau những lời hiệu triệu đó, nhuệ khí của mọi người càng được tăng tiến nhiều hơn. Thế nhưng chỉ với sức mạnh tinh thần thôi thì vẫn là chưa đủ. Đám quỷ vật quá đông đã dồn ép và giết chết rất nhiều anh hùng nghĩa sĩ. Khắp nơi trong đất nước đều bắt đầu hỗn loạn tột độ. Số thuật sư ít ỏi của các môn phái không thể nào đủ sức chiến đấu với binh đoàn ma quỷ cứ như từ địa ngục chui lên, trùng trùng lớp lớp, không biết bao nhiêu. Trưởng môn của thất đại phái cũng nhận thấy bên ngoài đang có biến loạn. Họ cũng muốn bước ra để thống lãnh đệ tử bổn môn chống lại. Nhưng ngặt nổi đi rồi thì cánh cửa giữa hai không gian tà giới và nhân giới không có ai canh giữ. Thế là đành cho các trưởng lão của mình thay mình thống lãnh môn đồ bảo vệ non sông. Nếu như bọn họ canh phòng không cẩn thận mà có sơ sẩy gì, không khéo đám cường hào ác bá trong tà giới chui ra đến đây, thì không biết tình cảnh sẽ khổ sở như thế nào nữa. Ở chỗ của Khang thì mọi thứ còn đang dần tệ hơn. Một vài quỷ vật đầu tiên đã tìm được lối xuống địa đạo bên dưới tháp Nhạn. Long Hồn thấy không ổn, liền cắt cử ngay. Bốn vị quỷ vương, tôi cần hai trong số các vị chặn kín lối xuống địa mạch. Nhất định không thể để bọn chúng tiếp cận địa mạch đồ, càng không được để bọn chúng vào được trong đó. Hai vị quỷ vương bay tới, hạ sát toàn bộ những quỷ vật đang xuống dưới. Số quỷ hồn tràn vào xung quanh tháp Nhạn ngày một nhiều. Một vị đệ tử tinh anh của hư không phái mới lên tiếng nói. Bọn chúng đông quá, Sói Lòng à, tôi e rằng hai vị đó không giữ nổi lâu đâu. Hai không đủ thì cả bốn vị đi thủ cửa đi. Chúng ta nhất định phải đợi được truyền nhân của Chân Quy tỉnh lại, nhất định phải đợi được Thủy Mộc tỉnh lại mới thôi. Cả bốn vị quỷ vương chia nhau canh giữ lối xuống địa đạo tháp Nhạn. Long Hồn và những người khác thì tiếp tục chiến đấu giữa trăm ngàn quân. Bây giờ đây xác người nằm la liệt khắp nơi. Chính đạo có mà tà đạo cũng có. Hồn khí và tinh phách lại bay khắp nơi. Một tràng cảnh chiến trường đẫm máu. Bên trong địa mạch đồ lúc này là cuộc vây đánh cao cường của bốn người Khang Hạo, Mỹ Dung và Trần Vi. Cao Cường gọi ra hai con đại quỷ vương sức mạnh cực kỳ khủng bố để trợ chiến. Cho nên dù là 4-1 cũng chẳng thể nào có chút lợi thế rõ ràng được. Khang ném kiếm sang cho Mỹ Dung sử dụng,
còn mình dùng chỉ pháp từ xa công kích. Ba người còn lại thì đánh giáp lá cà. Hào và Trần Vi thì mỗi người lo đối phó với một con đại quỷ vương. Mỹ Dung tìm tới Cao Cường tính sổ. Mối thù không đội trời chung, không thể không báo. Trong cơn tức giận tột độ đó, có thể thấy sức mạnh của Mỹ Dung cũng đã lớn dần lên. Thế nhưng Cao Cường còn đột biến hơn cả. Hắn chống đỡ toàn bộ sát chiêu của cô, rồi đợi đến lúc sơ hở sẽ dùng một cú đấm sấm sét để kết liễu cô thêm lần nữa. Nhưng Khang đã quá rảnh, anh không để điều đó xảy ra. Hắn ta thấy không thể thực hiện được mưu đồ, liền lấy ra một lá bạch phù, rồi bắt đầu niệm chú. Âm dương dưỡng quỷ thuật, bạch đại phù sát quỷ, khai! Lá phù vừa mới phóng ra đạo bạch quang khủng bố, thì bên này Khang cũng vội vàng thúc động kết ấn, khai phép bạch phù ngay. Đừng hòng động vào người yêu tao thêm bất cứ một lần nào nữa. Mau sơn quỷ môn, tiên linh bạch phù, khai! Khang ném lá bùa tới trước đạo quang của Cao Cường nhằm che chắn cho Mỹ Dung. Cô hoàn toàn bất ngờ khi chứng kiến Khang bị bảo vệ mình mà đánh liều, dùng bạch phù để ngăn chặn bạch phù của đối thủ. Nhìn anh bây giờ tóc lại bạc nhiều hơn trước, nghĩa là Khang lại tiếp tục đánh đổi sinh mệnh tuổi thọ của mình. Mỹ Dung ứa nước mắt trước sự hy sinh mà Khang dành cho cô. Sức của Khang sau lá bạch phù đó thì hầu như đã cạn kiệt hoàn toàn, thậm chí đứng không vững được. Khang quỵ một chân xuống, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy mà tiếp tục chiến đấu. Có điều là đầu óc của anh bây giờ đang quay mòng mòng, không còn điều khiển được cơ thể thăng bằng nữa. Mỹ Dung lập tức lùi lại đỡ lấy Khang, nhưng cơ hội không còn bị đối phương tấn công. Cao Cường cũng hỗ trợ giải nguy cho hai con đại quỷ vương của mình. Hào và Trần Vi đều bị đánh bật ra xa. Nhìn thấy Khang bị choáng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh được, Cao Cường khoái trá nói: Để cứu người yêu mà miễn cưỡng thúc động bạch phù, mày chết là đáng. Lần này sẽ không có bất cứ kỳ tích nào nữa đâu. Dưỡng quỷ thuật hắc hỏa ma đạn, phóng! Tốc độ ra đòn khá nhanh, nên Hào và Vi cũng chỉ kịp né ra, chứ không thể nào chống đỡ nổi. Còn mỗi Mỹ Dung đang ôm Khang ngồi gục ở đó, gần như không tránh được. Kèo này chắc coi như xong. Cao Cường tưởng chừng như đã nắm được 100% tỷ lệ thắng, cho đến khi hắn lại nghe một giọng nói quen thuộc cất lên đáp lời: Chết sao được mà chết, tao còn chưa chết thì thằng Khang hãy sống dai lắm Cường à. Thần quý thuật kim quý hộ thân chẳng. Từ trong túi âm dương của Khang bay ra một cái mai rùa lớn, nó xoay vòng tròn rồi che chắn cho Khang với Mỹ Dung trước viên hắc hỏa đạn chết người. Không những thế, cái mai rùa còn trả ngược lại đòn hắc hỏa ma đạn với sức sát thương tăng lên gấp đôi. Cao Cường phải kéo một con đại quỷ vương đứng làm vật che chắn cho mình. Dĩ nhiên, sau khi trúng đòn đó, đại quỷ vương liền bốc hơi tại chỗ. Cái mai rùa mọc ra tay chân và đầu, nó đứng thẳng như một con người thật thụ. Khang mở mắt thều thào nói: Bà cha mày, cuối cùng mày cũng chịu dậy rồi. Chậm chút xíu nữa là dọn cỏ mộ cho tao mỗi năm rồi. Đó chính là Thụy trong hình dáng bán quy nhân. Anh truyền quy khí của mình cho Khang nhanh chóng hồi phục. Lập tức trạng thái say sẩm mặt mày do thúc động phù triện quá mức của Khang nhanh chóng biến mất đi. Khang tỉnh táo đứng dậy, vỗ vai bạn mình. Hình dạng mới trong cung lực đó, Hào cũng đang trong dạng bán lân. Vậy Dung à, mình cũng lên thôi. Á Long Giác, biến hình. Khang nhanh chóng từ dạng thường chuyển sang Á Long, Mỹ Dung cũng vậy. Hỏa phong thuật, Á phong dạng, biến hình. Chỉ là truyền nhân của tứ linh
cuối cùng cũng đã tập hợp đầy đủ. Và bọn họ cũng đang trong trạng thái chiến đấu số 2 của mình. Cao Cường không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn phải đối đầu với cả 4 người bọn họ cùng lúc. Vẻ mặt của hắn ta lộ ra sự khó chịu. Khang đập tay Thụy: "Ba đứa tụi tao sẽ lo phần Cao Cường, Trần Vi sẽ lo phần con đại quỷ vương. Còn Quy Tượng ở kia, mày biết phải làm gì rồi chứ?" Thụy hiểu vấn đề ngay. Nãy giờ nằm trong túi âm dương tịnh dưỡng, nó cũng đã biết được sự xuất hiện của nhân vật mới này từ lâu. Nó ra hiệu ok và cứ thế phóng thẳng tới chỗ Quy Tượng. Tốc độ nhanh lẹ đến độ còn nhỉnh hơn cả vô ảnh bộ của Khang nữa. Cao Cường không kịp nhìn theo tàn ảnh của Thụy, lão ta hét to: "Rùa gì mà chạy khiếp vậy? Vô lý!" Thụy lấy viên linh thạch trong người ra rồi đặt vào trong miệng Quy Tượng. Trước khi thi triển phép thuật giải phong ấn, nó đáp: "Vô lý gì ba, bộ cứ rùa là phải chậm sao? Xin lỗi, thằng này là ngoại lệ à." Thụy cắn máu của mình rồi nhỏ vào viên quy thạch để xác nhận huyết truyền nhân. Lát sau thấy máu đã bị viên quy thạch hút sạch hẳn đi thì nó mới hô to: "Thần quy thuật, phong ấn thuật, tiêu trừ!" "Không, mày không được làm như vậy. Tứ tượng phong ấn trận của tao!" Cao Cường hét lên thất thanh, cố gắng lao tới để cản Thụy lại. Nhưng bên này, Khang chỉ hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho Dung và Hào cùng áp sát hắn ta, không cho tiếp cận động phạm gì vào người Thụy. "Đừng hòng nhích thêm được bước nào nữa. Đi chết đi. Trần Vi, cho tôi mượn kiếm." Vì ném kiếm cho Khang mượn, anh nhảy lên cao mà bổ xuống thẳng đầu Cao Cường. Hắn ta dùng ma lực đỡ lấy nhưng vẫn bị thương ít nhiều. Khang ném kiếm trả lại cho Vi. Lúc này thì Quy Thần đã chính thức được giải thoát. Tứ tượng phong ấn trận đến giây phút này coi như là mất sạch. Tất cả mọi người đang chờ Quy Thần sẽ ban cho họ một loại sức mạnh nào đó. Thế nhưng mọi thứ lại không hề như vậy. Quy Thần kêu lên một tiếng thật to: "Cảm ơn mấy đứa đã cứu ta, nhưng mà ta không giúp gì được cho mấy con đâu. Tự xử đi ha." Nói xong, Quy Thần cũng ra khỏi địa mạch đồ, chui lên phía trên tháp nhạn. Long Hồn cùng mọi người thấy một con rùa lớn từ dưới đất ngồi lên, biết chắc chắn là Quy Thần đã được giải thoát. "Quy Thần, cuối cùng ngài cũng thoát ra được. Mau giúp chúng tôi một tay với. Đông quá, tụi tôi đánh không sể." Quy Thần mặc kệ lời Long Hồn cầu xin, bay thẳng một mạch lên trời, tới sông Ngân Hà tìm gặp chúng bạn của mình. Ở dưới này, mọi người cũng không có quá nhiều thời gian thắc mắc, mà phải tiếp tục chiến đấu để phòng thủ ngay. 3 trong 4 vị quỷ vương đã bị thương tương đối nhiều, không thể nào tiếp tục được nữa. Thế là bọn yêu ma tà đạo như ông vỡ tổ, ào ào chạy xuống địa đạo, và đang tiến tới gần hơn bao giờ hết lối vào địa mạch. 3 vị quỷ hồn bị thương cùng với Long Hồn ở lại chống cự, cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để ngăn cản bọn chúng. Họ nhìn Thanh Phong Quỷ Vương đang tử chiến mà kêu to: "Phong à, ông đi báo với chủ nhân cẩn thận, vỡ trận rồi, chúng ta không thể nào phòng thủ nổi nữa." "Nhưng mà..." Thanh Phong Quỷ Vương nét mặt lộ rõ sự bối rối. Một vị khác lại bồi thêm: "Nói chủ nhân phải giết Cao Cường ngay lập tức. Bọn quỷ vật này là do hắn ta gọi tới. Cao Cường mà chết thì chúng như rắn mất đầu thôi. Đi mau." "Nhưng các huynh đệ ở đây thì sao? Đằng nào bọn tôi cũng chết. Hãy thay chúng tôi bảo vệ chủ nhân và Long Mạch. Vĩnh biệt." Nước mắt của Long Hồn và Thanh Phong Quỷ Vương lã chả rơi. Long Hồn lòng muốn cứu nhưng không được, cho bọn chúng quá đông, nên có muốn đánh thì e rằng cũng khó. Cả 3 vị quỷ vương của Khang cuối cùng đều đã hy sinh thân mình,
bị những con quỷ khác hút sạch cả thần hồn và đạo hạnh. Long hồn trống lên thảm thiết mà kêu: "Trọng nhân, Minh Phúc, tỷ sư quỷ vương, không!" Ở phía dưới này thì cả năm người bọn Khang đều đang vây ráp, đánh cho Cao Cường và những con đại quỷ vương kia tối tăm mặt mũi. Đang thế chiến thắng thì Thanh Phong quỷ vương từ đầu lao tới gào lên: "Cao Cường, thằng chó, tao phải giết chết mày. Trả mạng ba huynh đệ của tao lại đây. Mọi người thất thủ rồi. Anh em nghĩa sĩ đã hy sinh quá nhiều. Bọn quỷ vật nó đang kéo xuống đây rồi." Thanh Phong vừa nói vừa vận quỷ lực đánh tới chỗ Cao Cường liên tục. Hắn ta cười lên khanh khách: "Thế là hết rồi. Địa mạch sẽ bị đập nát, long mạch trời nam cũng tan hoang. Ta phong bế cả 13 tử huyệt, cuối cùng cũng nhận lại được kết quả xứng đáng. Nào đến đây đi, tao đưa mày đi chết chung với ba tên khi nãy." Thanh Phong lao tới như một mũi tên bắn. Ông ta ôm chặt Cao Cường rồi tự phá nát tu vi suốt 200 năm qua của mình. Mục đích là để bản thân phát nổ cùng với kẻ thù đồng quy vu tận. Cao Cường nhận ra được mục đích thì cũng đã quá trễ. Hắn vội ném vị quỷ vương đi nhưng bất thành. Ông ta vẫn nhất quyết bám tới chết không buông. Mọi người hồi hộp nhìn theo. Khang hét lên mà nước mắt lã chả rơi: "Đừng mà, Thanh Phong!" Một tiếng nổ bùm to đến độ muốn rung chuyển cả lòng đất. Xung quanh đất bụi bay mù mịt tứ tung, chẳng thể quan sát được gì. Vì ho lên sặc sụa mà thắc mắc: Hắn chết rồi sao?" Không ai dám khẳng định câu trả lời. Nhưng trước mắt là Thanh Phong, vị quỷ vương cuối cùng mà ông cố để lại cho Khang, cũng đã oanh liệt hy sinh. Đám bụi mờ dần bị xua đi, tất cả gần như chết điếng khi thấy Cao Cường vẫn còn đứng trơ trơ ở đó. Thậm chí hắn ta không hề hấn gì. Chỉ có điều, hình như bản thân Cao Cường đã mất kiểm soát rồi thì phải. Trên cơ thể hắn ta ngập tràn quỷ khí, luồng tà khí hắc ám luôn bao bọc khắp thân mình dày đặc, thậm chí còn không nhìn rõ nhân dạng ra sao. Khang nhận ra, qua đòn cảm tử vừa rồi, không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, Cao Cường không bị nổ chết mà còn hút sạch thần hồn cùng với đạo hạnh của Thanh Phong quỷ vương, dung nạp thành của riêng mình. Cộng với thứ sức mạnh hắn có từ việc khai mở tử huyệt, bây giờ thì Cao Cường chẳng khác nào một con đại quái vật hung ác. Hắn gầm lên, tiếng gầm làm cho đám quỷ âm binh ở bên trên càng thêm phấn chấn. Lúc này long hồn cũng đã xuất hiện sau lưng Khang, kéo theo đó là cả mấy ngàn con quỷ hồn chui vào trong địa mạch. Long hồn nhìn thấy Cao Cường đã hóa điên và sắp biến thành quái vật, ngài lắc đầu thở dài than vãn: "Cơ hội chiến thắng hắn ta gần như là không thể nữa rồi." Trừ Khang ra thì bốn người còn lại cũng lao ra phụ giúp long hồn đánh quỷ. Khang đứng im đó mà thẫn thờ quan sát. Hình như Cao Cường chưa muốn dừng lại. Hắn ta tóm lấy con đại quỷ vương, sau đó tung ra một đòn cực mạnh kết tiểu, và rồi hấp thụ trọn vẹn hồn phách sức mạnh nó vào trong mình. "Ta phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Ta sẽ trở thành thần quỷ diệt. Các ngươi sẽ phải chết dưới gót chân của ta." Bây giờ thì Cao Cường cũng không còn là chính mình nữa. Sức mạnh sau khi hấp thụ thêm tu vi của đại quỷ vương thì đã gần như không thể đong đếm, vượt quá xa so với hắn trước đây, và thậm chí đã bước chân vào cảnh giới nhập ma. Luồng tà khí của hắn phát ra lớn đến nỗi nó khiến cho đám quỷ vật xung quanh càng thêm sung mãn thêm nhiều phần, có nghĩa là sức chiến đấu của chúng ngày càng lớn hơn. Cao Cường dậm chân một cái,
dư chấn làm rung động toàn bộ cả địa mạch. Thụy vừa bẻ cổ mấy con quỷ hồn, vừa kêu: "Tìm cách nhanh đi Khang, bọn chúng đông quá, tụi tao không có thủ nổi đâu." Lúc này thì Cao Cường đã hóa bản thân to lớn hơn gấp nhiều lần. Khang và mọi người phải hóa thành chân dạng để chiến đấu. Riêng Vi và Hào không thể biến hình được, đành phải ở dưới mặt đất trợ trận thôi. Khang, Thụy và Mỹ Dung bay lên trên cao, sau đó liên tục phun lửa tạo mưa để dọn dẹp bớt đám âm tặc đó. Khang bay đến chỗ của Cao Cường, nhằm chặn lại không cho hắn bước lên trên. Lão ta vung chưởng đánh tới, Khang cũng không vừa gì, liền uống mình xuất chiêu đánh lại. Chưởng đối chưởng, kình lực trực tiếp va chạm vào nhau. Khang cảm thấy bản thân mình lại yếu thế hơn nhiều. Thậm chí anh còn cảm thấy ngực mình bị đau khi va phải luồng hắc khí đen đậm của hắn. Nhưng như thế vẫn chưa là gì. Khang liền phóng lên trên cao, vùng đuôi đánh xuống một đòn cực mạnh. Cao Cường giơ hai tay lên, chắn đỡ đòn quất đuôi cực mạnh đó. Hắn thuận thế chụp lấy đuôi của Khang, quay ba vòng rồi ném anh ra xa. Long Hồn thấy vậy liền bay lên, dùng thân mình chắn lại. "Chủ nhân, tôi và cậu cùng lên, chúng ta phải quyết giết cho bằng được hắn." Cả hai chia ra tấn công từ hai cánh. Lúc này thì thuật sĩ chính đạo ở bên trên mới xuống kịp, bọn họ cũng lao vào trợ chiến. Trần Vi kêu to: "Ai đó đi gọi thêm cứu viện đi, chúng đông quá, sức của mấy người chúng ta không địch nổi đâu." Thụy đột nhiên nhớ lại thuật thiên lý truyền âm phù mà Khang đôi khi thỉnh thoảng thường dùng. Nó dùng quy thuật của mình tự họa ra một đạo phù lục tương tự, rồi thúc động thử. "Thần quy thuật, thiên lý truyền âm phù, khai!" Lá phù vậy mà lại thúc động thành công. Quy lực của nó khi Thụy ở trong dạng chân quy còn lớn hơn gấp cả ngàn lần. Cỡ độ này thì lời nói của nó vang từ Bắc chí Nam, toàn thể giới đạo thuật đều có thể nghe được. "Hỡi đồng đạo, thuật sĩ trời Nam, hỡi những người tu đạo, các bậc trí giả, những loài tu tiên, bây giờ là thời khắc long mạch suy tàn, đất nước nguy khốn, bị giặc giả xâm hại cướp phá nhiễu nhưng. Tôi là truyền nhân Tứ Linh, nhìn thấy cảnh này mà lòng đau như cắt. Nay khẩn xin quý đạo hữu thiện lương đứng lên mà giúp quê giúp nước, đánh đuổi bạo tàn. Bằng mọi giá phải giữ được sự yên bình, cân bằng trật tự tam giới. Chiến đấu, vùng lên, hỡi các đạo hữu. Thắng lợi nhất định về ta, chính nghĩa sẽ tất thắng." Toàn bộ giới huyền thuật đều nghe rõ rành rành những lời đó. Bọn họ cũng quyết tâm bảo vệ quê hương cho tới hơi thở cuối cùng. Trận đại chiến này sẽ là một trận quyết định. Mỹ Dung dùng hỏa phụng của mình đang cố gắng thiêu rụi đám quỷ hồn bạo loạn. Hào và Vi lại đang đánh giáp lá cà từng con. Còn Thụy thì nay lưng tra làm lá chắn, chống đỡ gần như mọi nguồn sát thương cho tổ đội. Nhờ đó mà áp lực phòng thủ đỡ đi rất nhiều. Cái khó bây giờ nằm ở Khang và Long Hồn. Làm sao có thể đánh bại được Cao Cường khi ngưỡng sức mạnh của hắn bây giờ là không thể chống đỡ. Long Hồn đánh bạo, luồn ra sau lưng để đánh lén. Ông ấy dùng hết 10 thành công lực của mình, đánh một cú vào thẳng gáy Cao Cường. Nếu đòn công kích này mà trúng thì coi như Cao Cường rất khó mà toàn mạng. Long Hồn dồn toàn lực cho lần xuất chiêu cuối cùng này. Ông ấy gào lên: "Cuồng Long Quyền, tấn!" Cú đấm này vung tới, trong một giây Khang đã cảm thấy có gì đó không phải. Anh vội kêu lên, nhưng tất cả đã muộn màng. "Không, Long Hồn, đó là một cái bẫy." "Trễ rồi, con dung màu vàng kia, nhà ngươi chết là cái chắc." Cú đấm đó trúng, dĩ nhiên là sát thương cực cao. Nhưng có điều là nhiêu đó lại không đủ để dứt điểm Cao Cường.
hắn ta chỉ bị đánh bật lùi lại một bước, rồi nhanh chóng trả đòn bằng chiêu thức quen thuộc. Long hồn ăn ngay một đấm vào đầu, lực sát thương còn mạnh gấp 3 lần khi nãy ngày ấy tung ra. Lập tức toàn bộ xương sọ của long hồn như muốn vỡ toát hết ra, một bên đầu còn bị đấm cho lún hẳn vào trong. Ông ấy rơi từ trên trời xuống mặt đất. Khang cũng hóa trở lại dạng á long, chạy tới ôm lấy long hồn đang thôi thớp sắp lìa đời. Long hồn, ngài không sao chứ? Long hồn nhìn Khang, ánh mắt đã mờ dần, cơn đau khủng khiếp ập tới như muốn ngất đi. Khi nhìn thấy Cao Cường để im cho long hồn đánh vào chỗ hiểm của mình, Khang đã nhận ra mưu đồ. Tiếc là biết, nhưng không thể nào ngăn đòn tấn công đó lại được. Cao Cường thấy Khang không chiến đấu nữa, nên quay sang tấn công Mỹ Dung và Thụy. Xin lỗi chủ nhân, tôi không thể nào cùng cậu đi đến cuối chặng được, nhưng tôi đã hứa rồi. Khang truyền long khí cho ông, nhưng cảm giác dù có truyền bao nhiêu thì cũng không có tác dụng. Đừng mà Long Hồng, đừng bỏ tôi, ông hứa sẽ tu tiên cùng tôi mà. Nhìn mảnh thân thể của ngài ấy đang bong tróc ra, linh hồn cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Khang thấy cảnh này sao giống với Mỹ Dung trạng sáng nay quá thể. Lần này sợ hồn phách bị tiêu tan, nên anh lấy túi âm dương ra tính thu hết vào. Không ngờ chưa kịp làm gì thì đột nhiên Thụy Mập lại kêu lên: Khang, cô nhận sau lưng. Khang chưa kịp cảm nhận gì thì đã nghe binh một tiếng. Thì ra Cao Cường nhân lúc anh không để ý đã giở trò đánh lén sau lưng. Cú đánh này có thể đoạt mạng Khang được, nhưng may cho anh là long hồn dùng chút hơi tàn lực kiệt của mình gồng dậy mà che chắn. Luồng lực đạo mạnh đến độ đã đỡ cho chủ nhân rồi, nhưng Khang vẫn còn bị thương kha khá. Anh bị hất văng ra xa, long hồn càng thêm cận kề sinh tử. Lại là con súc vật đó che chắn cho mày, để tao coi thử nó sống nổi hay không. Khang như chết đứng tại chỗ. Cũng là do anh quá sơ ý, đã liên lụy tới người bạn thân nhất của mình. Anh hóa thành chân long rồi lao lên điên cuồng công kích. Thế nhưng càng đánh thì cũng chẳng mấy ăn thua, do sức mạnh của hai bên hiện tại đã chênh lệch nhau quá nhiều. Khang bị trúng một quyền, thương thế ngày càng nghiêm trọng. Khang cũng thổi chân hỏa để thiêu đốt, khiến cho Cao Cường cũng sức mẻ không ít. Long hồn cảm thấy giây phút cái chết của mình đã điểm, nhưng ông vẫn không cam tâm phải bỏ mạng như thế này. Ông muốn mình làm được một cái gì đó cho chủ nhân. Khang bị đánh cho mất dạng chân long, quay về Á Long mà thổ huyết: Chủ nhân, cho dù có phải chết, tôi cũng muốn linh hồn mình được làm một phần nào đó cho cậu. Hãy cho tôi về lại dọc lưng cậu đi. Khang không nói được gì nữa, chỉ gật đầu ứa lệ. Thế là long hồn nhập lại vào lưng Khang. Nhưng có điều lần này không giống như mọi khi, ông ấy đã tự kết liễu mình ngay bên trong cơ thể Khang. Toàn bộ đạo hạnh và linh khí ngàn năm của bản thân tu luyện được, cùng với phép thuật mà Long Thần ban cho khi phong chức soái Long, tất cả đều truyền hết lại cho Khang. Long Hồng, ngài đang làm gì vậy? Sao lại phân tán hết linh khí và tu vi cho tôi? Làm như vậy không khác nào ngài chấp nhận vĩnh viễn không còn cơ hội tái phục nữa. Có tha gì lại, như vậy thì có hề gì. Tôi biết mình không thể đánh bại được Cao Cường, nhưng cậu thì có thể. Tôi tin ở cậu. Toàn bộ sức mạnh của tôi không chỉ có mỗi tu vi và linh khí. Chủ nhân à, tôi còn một món quà muốn tặng cho cậu: Sông Long hợp thể, khắc chấp. Thân xác còn lại của Long Hồn bây giờ cũng tự động chia ra thành nhiều mảnh, rồi tự hợp nhất với cơ thể Á Long dạng của Khang.
Đỉnh đầu của ông thì làm nón bảo vệ, phần mặt và cổ lại biến thành tấm gương vững chắc. Lớp vảy trồng vàng kim bất hoại thì làm giáp bao bọc che chắn cho Khang. Lớp da lưng thì hóa thành cung tên, móng trọng biến thành mũi tên đeo ở sau lưng chàng trai trẻ. Cuối cùng là phần đuôi của ông ấy hòa chung với thanh kiếm gỗ đào của Khang, thành một thanh kiếm rồng ngàn năm, phát ra long khí cực kỳ uy lực. Quá trình kết hợp và hợp thể hoàn tất, bộ dạng á long của Khang bây giờ đã khác xa bình thường. Không còn là lớp vảy trắng như mọi khi, mà chuyển hẳn sang vàng kim óng ánh. Phần ngực và đầu giờ đây không còn giống con người nữa, mà khi đội lông mão vào đã hóa thành đầu rồng hoàn chỉnh, cung vắt trước ngực, tên đeo sau lưng, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm khiên. Trong Khang bây giờ không khác gì một chiến binh thực thụ. Tất cả chứng kiến sự thay đổi của Khang đều mắt tròn mắt dẹt bất ngờ, như không tin nổi vào những gì mình thấy. Hào trố mắt ấp úng. Song long hợp thể, Trần đợi chắc không xuất hiện lần thứ hai rồi. Thụy đang cạn lướt ủi phăng đám quỷ vật tấn công cũng góp lời. Sức mạnh của thằng Khang hiện tại đã tăng tiến gấp 10 lần so với trước rồi. Đó chính là tổng hòa của tiên thuật, long thuật, tu vi ngàn năm của Long Hồn và sức mạnh của Sói Long. Tới thời điểm này thì Cao Cường biết mình đang thực sự gặp nguy hiểm. Khang cảm nhận được từng chút sức mạnh mà Long Hồn đã tin tưởng trao cho. Và nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải dùng thứ sức mạnh đó để đánh bại Cao Cường, kết thúc sự hỗn chiến đang diễn ra ở khắp nơi, trả lại sự yên bình vốn có. Khang nghe rõ từng hơi thở của Long Hồn đang chạy khắp cơ thể mình. Đâu đó, tâm ý của ngài ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh. Chủ nhân, tấn công đi. Hãy cho hắn chứng kiến sức mạnh của chúng ta đi. Khang gật đầu, dậm chân phóng lên trên cao, rồi thu kiếm ra sau lưng, dùng tay trần đấm mạnh tới trước. Cao Cường đưa hai tay che chắn đỡ đòn. Cú đấm của Khang mạnh đến độ làm thủng cả một lỗ lớn ở khoảng đất ngay sau lưng lão ta. Cao Cường cảm thấy toàn thân tê rần. Lực đạo của Khang đang tuần tự thâm nhập và tấn công hắn từ bên trong. Sức sát thương phải nói là khủng bố. Lợi dụng điều này, hắn ta đã tích được đầy đủ nộ khí của bản thân. Sau đó tung cú đấm sấm sét, phóng hết toàn bộ kình lực vừa tiếp nhận ra ngoài để trả đũa. Lực đạo dồn dập tăng lên gấp 3-4 lần. Hắn gào to. Ráng mà ăn cho hết. Lần này thì Khang không non nớt nữa. Anh cũng tự tin vào sức mạnh hiện tại của mình, đưa khiên chắn ra tới trước mặt chống đỡ. Cú đấm long trời lở đất của Cao Cường chạm vào khiên. Kình lực bị chắn ngang, làm cho nó bắn thẳng ra phía sau lưng Khang, rồi va chạm toát cả đất. Sóng dư âm lướt qua tới đâu thì quỷ hồn ở đó cũng đều bị biến thành tro bụi. Chỉ trong một cú đấm mà hắn ta đã gián tiếp giúp Khang và mọi người tiêu diệt được hơn 100 tên. Đám quỷ hồn còn lại chứng kiến mà tái xanh mặt mũi, lập tức dạt sang một bên, chen chúc xô đẩy nhau nhằm tránh cho được cơn dư chấn đang lan tới. Chớp lấy thời cơ, nhóm của Khang cũng bắt đầu tung chiêu dọn sạch. Một cú đập đưa cá vào lưới. Thu lưới thôi mọi người. Hỏa phụng thuật, ngọn lửa tro tàn. Kim lân thuật, bách biến vuốt ảnh. Thần quy thuật, sóng cuộn triều dân. Hư không bộ, nhất kiếm vạn động thủ. Chỉ trong nháy mắt, sau khi những sát chiêu trấn phái được xuất ra, thì số lượng âm binh quỷ hồn đã bị tiêu diệt xuống gần một nửa.
Khang ở bên trên tiếp tục dương cung tra vuốt rồng vào mà bắn. Một mũi tên rồng nhắm thẳng vào Cao Cường, nhưng chỉ sượt qua vai và gây một chút thương tích nhỏ. Lão ta chụp lấy mũi tên, ném thẳng xuống chỗ Khang. Nhưng anh đã kịp lách ra, và mũi tên đó lại xuyên qua người vài con quỷ hồn nữa. Thanh kiếm sau lưng Khang sáng trực lên ánh vàng kim chói lóa. Anh rút nó cầm trên tay, chém liên tiếp hơn 10 đường dữ dội, vừa chém vừa gia trì pháp ngữ. Song Long kiếm, nhát chém Long Hồn. Kiếm ảnh lao vung vút không ngừng. Cao Cường chỉ đỡ được mấy nhát đầu, còn những nhát sau thì trúng trọn. Khang tiếp tục lao lên tấn công, nhưng bị hắn đánh chưởng ngăn lại. Chưởng lực xuất đến đâu thì Khang né đến đó. Những chưởng đó rơi xuống dưới, cái thì trúng vào đám quỷ hồn, nhưng có những cái vô hình trúng vào những anh hùng nghĩa sĩ, và trong đó có Hào. Nói đúng ra thì do Hào che chắn cho một đạo hữu khác nên bị trúng phải đạn lạc. Hào quỵ xuống, miệng liên tục hộc ra máu tươi, kinh mạch bị đứt đoạn cả thảy. Thụy vội vàng lao tới dùng thân mình che chắn cho anh. Nó không dám tin là một chưởng của Cao Cường lại mạnh tới như vậy. Hào nhìn Thụy với ánh mắt như muốn nói lời cảm ơn sau cùng. Thụy hô to: "Đừng Hào, ông đừng chết!" Mọi người chứng kiến hành động vì nghĩa quên thân của Hào mà ai cũng xúc động. Nếu không vì cứu lấy đạo hữu đang lâm nguy thì anh đâu có cớ sự như bây giờ. Họ dìu anh ra khỏi trận chiến. Hào nôn thốc nôn tháo, máu cứ ọc ra đỏ chót không ngừng, thậm chí còn nôn ra cả lân thạch. Hình dạng bán lân biến mất. Lúc này anh chỉ là một người bình thường, không còn chút phép thuật. Hào sờ lên cái đầu rùa của Thụy rồi nói: "Phải ráng cầm cự, linh thể của Tứ Linh sẽ tới, họ nhất định sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Còn Khang, nói giờ nãy là vĩnh biệt." Dứt câu, Hào chết gục trong vòng tay của Thụy. Cơ thể anh hóa thành tinh phách rồi bay đi mất. Khang nhìn sang, chứng kiến đồng đội của mình hy sinh, lòng anh căm thù Cao Cường gấp bội. Trần Vi nói to: "Anh Thụy, chị Dung, qua đó dứt điểm hắn ta mau lên." Nói là nói thế thôi, chứ trong tình huống này thì làm sao mà qua được. Cứ mỗi chiêu mà hai bên xuất ra thì lực đạo như muốn phá hủy mọi thứ xung quanh đó. Bây giờ mà sang đó, không khéo chưa kịp đánh được chiêu nào thì sớm đã bị kình lực ép cho chết đi. Nãy giờ Khang và Cao Cường đã đánh với nhau gần cả trăm chiêu, đòn thế nào cũng đều là hiểm độc. Hồng nhanh chóng đoạt mạng đối phương nhất có thể. Tình thế bây giờ là ngang tài ngang sức. Sau khi có được nguồn sức mạnh từ Long Hồn thì Khang cũng không cần phải đánh thủ thế một cách quá dè dặt nữa. Hai người đánh ở dưới đất, đánh ở trên cao, dùng cước dùng quyền, đấu bùa đấu phép, đấu trận đấu lính, không gì là không dùng. Bên dưới này, số lượng quỷ hồn vẫn là đông như quân nguyên. Do phải ở trong hình dạng chân phụng quá lâu, Mỹ Dung bắt đầu cảm thấy bản thân đuối sức, trở lại á phụng như lúc trước. Bây giờ thì khó thêm rồi. Số đạo hữu chính nghĩa hy sinh ngày một nhiều hơn. Bây giờ địa mạch chẳng khác nào một chiến trường đẫm máu. Dung không đánh nổi nữa vì cô không còn sức. Thụy thấy thế toàn gọi Khang, nhưng cô không cho. Khang đang tập trung toàn lực để tử chiến với đại địch. Nếu còn để cậu vướng bận, e rằng kết quả thua cuộc là điều cầm chắc trong tay. Thụy chỉ biết cố gắng bảo vệ và hỗ trợ Dung hết mình. Trong lòng thì thầm quán trách: "Không biết những linh thể của Tứ Linh sau khi được giải thoát lại đi đâu cả rồi. Không lẽ họ không quan tâm đến an nguy sống chết của Long Mạch hay sao?" Ngay lúc đó, tại cung trời Đao Lợi, tầng trời thứ 33, bốn linh thể hợp nhau bàn bạc. Quy Thần nói: "Đám nhỏ đang quyết chiến sinh tử dưới đó, chúng ta không xuống trợ giúp thật sao?"
Lân Thần cay đắng trả lời: Không phải là không muốn xuống, nhưng luật trời đã dạy, sao mà làm trái đây? Can dự vào chuyện của nhân giới thì... Long Thần thì trái ngược hoàn toàn. Bà quả quyết: Sợ cái gì, cùng lắm là chết thôi chứ có gì đâu. Chúng ta cũng đâu phải là tứ linh thật, chỉ là một phần rất nhỏ của các ngài ấy tách ra giáng trần để đi tìm truyền nhân vá long mạch thôi. Chuyện bị tà sư nhân giới bắt thì thôi đi, đằng này còn để truyền nhân một mình chiến đấu, long mạch còn chưa kịp giá lại thì đã bị kẻ gian vây đánh hội đồng. Mấy người nghĩ coi, mặt mũi nào gặp lại tứ linh nguyên thể đây? Lời nói của Long Thần như động vào nỗi xấu hổ của ba linh thể tứ linh còn lại. Họ sợ bản thân bị phạt khi phạm lẽ trời, nên có phần chần chừ bất quyết. Cũng chính vì thế mà ở dưới trần, do không được hậu thuẫn, nên giới huyền môn phép thuật gần như sắp bị thiệt hại hoàn toàn. Long Thần nhìn ba người bọn họ, ai cũng im bặt không nói. Bà chốt ngay quyết định hạ phàm: Ai sợ chết thì cứ ở đây làm rùa rút đầu đi. Thằng Khang con tôi đang tử chiến ở dưới, tôi không để mặc cho nó như vậy được. Tôi đi. Tôi cũng đi. Quy Thần hưởng ứng theo. Thế là hai người họ hạ phàm trước, để cho Lân Thần và Phụng Thần tiếp tục suy nghĩ. Xuống tới dưới bằng quyền lực của mình, hai người họ nhanh chóng dọn dẹp đám âm tà quỷ vật còn sót lại bên trên tháp nhạn. Sau đó tiến thẳng vào trong long mạch. Lúc xuống địa đạo thì Quy Thần nghe được tiếng của hai người bạn mình gọi tới: Tôi cũng hạ phàm rồi. Phụng Thần thì xuống miền Bắc, tôi đang ở miền Nam. Hôm nay nghịch thiên thì cùng lắm là tan hồn nát phách, vạn kiếp bất phục, chứ nhất quyết không để bản thân có lỗi với non sông. Phụng Thần cũng nói: Hai người hỗ trợ bọn trẻ đi, bên ngoài này có hai chúng tôi lo liệu. Lúc Long Thần và Quy Thần vào được địa mạch thì lúc đó Mỹ Dung cũng đã chết, và Khang lại bị trọng thương rồi. Lần này thì nghiêm trọng hơn ban nãy. Một bên mắt của Khang đã bị Cao Cường đánh bay ra ngoài. Bọn họ không dám tin rằng ở dưới này tình hình lại hỗn loạn như vậy. Xác chết nằm la liệt, quỷ hồn có ở khắp nơi, địa mạch linh thiêng bây giờ không khác gì một vùng đất chết. Trở lại cách đó ít phút, khi Mỹ Dung cạn sức vì dùng quá nhiều đạo hạnh để chiến đấu, Khang cũng liều mình bảo vệ người yêu trước nanh vuốt của quỷ hồn. Do vướng víu tay chân, vừa đánh vừa thủ như vậy nên bị Cao Cường khai thác rất triệt để. Hắn ta nhanh chóng đánh bật Khang, thậm chí anh bị trúng một cước ngay đầu, khiến cho một con mắt bị đá văng ra ngoài ngay lập tức. Lúc này chỉ có Thụy là lành lặn, nhưng cũng không làm được gì hơn ngoài thay Khang lên chiến đấu với Cao Cường. Có điều sức mạnh của Thụy thiên về phòng thủ nên sức tấn công chẳng có là bao. Khang ôm Mỹ Dung chặt trong lòng, mà chiến đấu được gì đây? Biết mình chỉ làm gánh nặng cho người yêu, cô quyết định tự sát. Dung dùng toàn bộ sức lực còn lại để hóa phụng, rồi bay lên không trung, tự biến mình thành một đốm lửa lớn, sau đó đâm thẳng vào nơi có nhiều quỷ hồn nhất. Cái chết của cô được Khang, Trần Vi và Thụy chứng kiến hoàn toàn. Lúc này thì Long Thần và Quy Thần cũng vừa mới tới, nhưng đã quá trễ rồi. Hai trong bốn truyền nhân tứ linh đã hy sinh. Điều này dĩ nhiên cả Lân Thần và Phụng Thần đều biết được. Khang đứng phắt dậy, anh không đánh Cao Cường nữa, mà tung chưởng đến ngay phía Quy Thần và mẹ của mình. Các người còn xuống đây để làm gì? Để chứng kiến từng người trong chúng tôi ngã xuống hay sao? Lúc chúng tôi cứu các người ra khỏi xiềng xích, đều không tự mạo hiểm tới tính mạng của mình. Vậy mà đến khi chúng tôi cần nhất thì các người ở đâu? Long Thần vẻ mặt đầy bối rối,
hai mẹ con mới gặp nhau sáng hôm nay. Nhưng bây giờ thái độ của anh đã thay đổi. Cao Cường tính đánh lén, nhưng Thụy nhanh chân chắn cho Khang. Quy Thần cố gắng thanh minh. Chúng ta có nỗi khổ riêng, thân là linh thể của linh thú, không thể tự tiện nhúng tay vào chuyện trần gian được. Không nhúng tay được thì các người làm được gì? Lân Thần Phụng Thần đâu rồi? Hào và Mỹ Dung đều chết cả rồi đó, các người hài lòng chưa? Còn bà, bà không xứng đáng làm mẹ tôi. Bà xem, bà xem tôi và Long Hồn như con cờ. Bà phong cho ngài ấy sói lòng, nhưng bà có để tâm hay không? Lúc ngài ấy tử trận thì Long Thần bà đang ở đâu? Đi hết đi, tôi thà chết chứ nhất quyết không cần đến các ngươi. Toàn thân của Khang bùng lên nổ khí, rồi lại lao đến chỗ Cao Cường sóng mái một phen. Lúc này Quy và Long Thần đều cảm nhận được thiên lôi đã truy đánh hai người, nên không nán lại đây được lâu. Bọn họ liền giết sạch hết đám quỷ hồn ở dưới địa mạch rồi trở lên mặt đất. Trước khi đi, bà còn nhìn Khang mà trong lòng áy náy vô cùng. Chốc lát nữa thôi, bà sẽ bị lôi phạt, linh phách sẽ bị tiêu tan vĩnh viễn. Bà nhìn con trai, ứa lệ thầm nói: Khang à, mẹ không phải hạng người như con nghĩ. Mẹ sẽ làm gì đó để giúp con, cho dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Giết Cao Cường là số mệnh của con, còn đám quỷ quái này, mẹ sẽ vì con mà nghịch thiên cải số. Vĩnh biệt. Thiên lôi chỉ chờ cho linh thể tứ linh xuất đầu lộ diện là sẽ đánh xét để tiêu diệt. Cả Lân Thần và Phụng Thần đều như vậy. Họ dùng thần lực của mình phân thân ra trăm ngàn nhân bản khác nhau, rồi gửi mỗi nhân bản đến một nơi để đánh dẹp yêu quái. Chỉ trong giây lát, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ. Cả giới huyền thuật được linh thể tứ linh ứng cứu, đám quỷ hồn bị quét sạch. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là án tử đã chính thức treo trên đầu họ. Cả bốn người đều tâm ý tương thông với nhau. Dĩ nhiên là họ không muốn cái chết của mình lại phải cam chịu như vậy. Họ muốn trả lại hết những gì đã nợ ở trần gian. Cả bốn đều bay tít lên cao, tự giải phóng hết năng lượng của mình ra ngoài. Linh khí từ bốn linh thể tứ linh bộc phát rồi lan truyền ra khắp nơi. Họ muốn dùng chính sinh mệnh lực của mình để bù đắp lại cho Long Mạch Trời Nam, vì họ mà đã phải chịu thương tổn quá lớn. Số linh khí này vừa tiêu diệt những tà vật còn sót lại, cũng như thanh tẩy đi những thứ ô uế từ cuộc chiến hãy còn đang vương vãi. Đám tà môn hắc đạo bị lật ngược thế cờ nhanh quá, nên không thể nào trở tay kịp cho được. Bọn chúng bị nhân sĩ huyền thuật đuổi chém, đuổi giết, chết gần như quá nữa. Cơ bản mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi, vì đây cũng là lúc mà nhiệm vụ của bốn linh thể tứ linh chính thức kết thúc. Đến cuối cùng, họ vẫn không quên nhiệm vụ, không lơ là trách nhiệm và bổn phận của chính mình. Họ đánh đổi cái chết của bản thân để giúp nhân gian đất Việt tránh một tai họa ập đến, giúp cho Khang cùng đạo hữu huyền thuật bảo vệ Long Mạch thành công. Chùa chiền sạch bóng ma tác quái, đạo quán nhà thờ thánh đường cũng trở về trạng thái yên bình. Dĩ nhiên là rất ít người biết được sự hy sinh này. Cùng lắm họ chỉ nghĩ là ông trời ban phép màu cứu lấy nhân gian thoát khỏi nạn tai mà thôi. Vì chạy lên trên, không còn thấy bóng ma cỏ nào nữa. Thậm chí là những xác người tử trận cũng đã biến mất hoàn toàn. Họ đã hòa vào đất mẹ, đã sống và chết một cách kiên trung oanh liệt. Bây giờ chỉ còn lại tư oán cá nhân giữa Khang và Cao Cường. Vì xuống dưới báo lại cho hai người họ biết tình hình ở trên, Khang nói: Nếu đã như vậy, cô hãy mau đến chỗ của bảy vị chưởng môn thất đại phái,
để cùng họ canh giữ cánh cổng tà giới đi. Phần còn lại chúng tôi tự giải quyết. Cao Cường chứng kiến toàn bộ kế hoạch của mình bị phá sản hoàn toàn. Lúc này hắn ta không còn tiếc tha gì nữa, mà chỉ muốn ôm Khang cùng chết. Bây giờ Khang bị mù một mắt, Cao Cường cụt một tay. Đạo lực hai bên đã đánh đến độ gần như cạn kiệt. Bây giờ không còn so phép so bùa gì nữa, chỉ còn biết dùng sức đánh nhau như hai người võ biền mà thôi. Thụy bị Cao Cường khống chế nên không thể hành động. Khang thì liều mạng ôm tới siết cổ hắn ta. Thụy bị nhốt bên trong kết giới nên không tra được, chỉ biết đứng nhìn Khang và Cường quần nhau trên mặt đất. Khang cũng chỉ bắn chỉ pháp để phá giải kết giới, nhưng bắn không ra lực. Anh hết phép thật rồi. Cao Cường ghì cố gắng gỡ tay Khang ra, cười mà thoá mạ. Mày thua rồi Khang à? Mày không còn phép nữa sao? Đã cạn kiệt sức lực rồi sao? Vậy thì tao sẽ giết mày, dưỡng quỷ thuật, đoạt mạng phù. Khai! Nhưng lá phù hắn đánh ra cũng không còn phát huy tác dụng. Hắn cũng như Khang mà thôi. Cả hai nhìn nhau cười, cho cầm kiếm lao vào chém giết. Khang không chém nổi nữa mà gần như ngã gục. Cao Cường thì cố gắng chạy tới vung kiếm bổ xuống, nhưng Khang dùng lưỡi kiếm chặn lại. Lão ta cứ bổ, Khang cứ đỡ, nhưng càng đỡ thì sức chống cự càng yếu dần đi, cho đến khi đỡ không nổi nữa. Khang cố gắng lăn người sang một bên để tránh, nhưng không đủ nhanh. Thế là bị hắn chặt đứt văng một cái chân bên phải. Thụy bên trong kết giới cố phá vỡ nó nhưng bất thành. Tiếng của Khang trú lên vì đau đớn. Nhìn máu từ chân Khang bắn ra, Thụy cũng ứa lệ mà kêu: Khang, cố lên, mày không được thua, mày phải thắng, thắng bằng mọi giá. Khang vẫn cố gắng cầm chặt thanh kiếm trong tay mình. Cao Cường lại tiếp tục lê từng bước khó nhọc sấn tới. Khang ngồi đó đợi hắn ta. Ánh mắt Khang lờ đờ, hốc mắt bên trái lại rỉ máu ra, chảy xuống tận cằm và bụng. Cao Cường cũng đã mệt lả người, vung kiếm lên chém xuống một đòn quyết định. Bà nói: Tất cả kết thúc tại đây. Đường kiếm vụt xuống, Thụy không dám chứng kiến, nhắm nghiền mắt lại. Một tiếng xoẹt phát ra, Thụy mở hé hé mắt nhìn, thì thấy Khang đang dùng một tay chụp lấy lưỡi kiếm của Cao Cường, còn tay kia thì đâm thẳng thanh song long kiếm vào sâu tận mạng sườn bên ngực trái, nhắm thẳng vào trái tim của hắn. Một nhát đâm chí mạng mà không ai ngờ đến được. Cao Cường đứng im đó như tượng, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn Khang. Lúc này anh mới nở một nụ cười mãn nguyện nói: Cao Cường, người nói đúng, tất cả kết thúc tại đây rồi. Vừa dứt lời, Khang cố gắng đẩy thanh kiếm vào sâu hơn bên trong, rồi rút thật mạnh ra. Lúc này anh mất hết hoàn toàn sức lực, nằm vật ra. Máu ở chân, ở tay, ở những vết thương trên cơ thể vẫn chảy ròng ròng như suối. Cao Cường chết rồi, kết giới cũng được mở ra. Lúc này Thụy mới chạy tới ôm Khang vào lòng. Khang vẫn còn tỉnh táo, cầm tay Thụy mà dặn dò: Sau khi tao chết, mày lên trên đó đóng cửa lại và về nhà báo tin này cho ba mẹ tao hay. Báo tin xong, nhớ trốn đi biệt xứ, đừng để ai phát hiện, nghe chưa? Không, không Khang à, mày sẽ không có chết đâu. Mày là bên trong mà, mày sẽ sống. Tao đây mày đi bệnh viện ngay bây giờ. Đừng. Đến đó, mọi chuyện ở đây không ai tin. Ba mẹ của Dung sẽ nghĩ mày giết người,
chuyện của giới quyền thuật thì nên giải quyết theo cách của quyền môn. Mày hiểu rõ chưa? Thụy truyền quy khí vào nhằm giúp Khang có thể cầm máu. Nhưng khi ấy thì Khang đã bị hôn mê hoàn toàn. Tạm thời mọi thứ đã xong. Mục tiêu hành đạo của Khang cũng đã hoàn thành hết thảy. Chấn hưng long mạch, giải phóng linh thú, diệt bạo trừ tà, Khang đều đã làm được rồi. Chỉ có điều trong hoàn cảnh này, không tới bệnh viện thì không biết làm cách nào để có thể giữ mạng cho Khang. Thụy nhanh chóng chạy lên trên, đóng lối cửa xuống địa đạo. Đúng là trên này không có dấu vết tử chiến nào cả. Nó yên tâm lại vào địa mạch tìm cách chữa trị cho Khang. Thụy nảy ra một ý là gom linh khí trong này đắp vào vết thương, chữa lành dần dần cho Khang. Địa mạch bây giờ đã khác, xung quanh đầy hoa thơm quả ngọt, tạm thời không phải lo đến cái ăn. Hai đứa ở dưới đó hơn một tuần, nhờ khả năng siêu hồi phục của bản thân mà cuối cùng Khang cũng khỏe lại được một chút đỉnh. Nhưng có điều khi nó tỉnh lại thì lại có sự lạ xảy ra. Khang không hề nhớ mình là ai, cũng như bản thân đã mất hết hoàn toàn tu vi phép thuật. Cho dù Thụy có gợi ý, có kể bao nhiêu là chuyện, thì Khang vẫn không nhớ được gì. Tóc của nó giờ đây đã bạc trắng, khuôn mặt già cả khắc khổ, chẳng khác nào một ông lão 60. Chắc có lẽ vì trận chiến quá khốc liệt nên nó mới lãnh một hậu quả khủng khiếp như vậy. Nhưng không sao, còn sống là tốt rồi. So với Hào, Long Hồn, hay đặc biệt là Mỹ Dung và bốn vị quỷ dương, thì Khang vẫn may mắn hơn. Thụy không muốn nhìn thấy bạn mình phải sống cả đời trong cảnh ngờ nghệch khi cơ thể đã tàn phế như thế này. Nhất định nó phải khôi phục lại trí nhớ mà tìm lại sức mạnh cho Phan Khang. Tu vi của Khang không thể nào cứ như vậy mà mất trắng được. Thụy thừa hiểu để làm được điều này, nó phải tốn rất nhiều tâm huyết và thời gian, đôi khi là cả sự mạo hiểm nữa. Nhưng cứ nhìn thấy vẻ ngây ngô của Khang, nó lại không đành lòng. Thụy không nói không rằng mang Khang trốn đi biệt tâm biệt dạng. Hai người vào tận rừng sâu núi hiểm, mang theo cả đống bí kíp và pháp bảo để giúp Khang tu luyện lại từ đầu. Mục tiêu duy nhất của Thụy bây giờ là làm sao trong vòng 10 năm, 20 năm tới nó có thể khôi phục lại ký ức và toàn bộ phép thuật tu vi cho Khang. Chuyện đời đâu ai biết trước được điều gì, không có gì đảm bảo là việc đó sẽ thành công. Nhưng cứ cố gắng hết mình đi đã. Biết đâu một ngày nào đó trên dương trần này lại xuất hiện một pháp sư với biệt hiệu Độc Nhãn Long thì sao? Chuyện đó thôi cứ để tương lai tính vậy. Quý thính giả vừa nghe xong phần cuối cùng, đóng lại một series rất là dài, trải qua suốt một thời gian dài vừa qua. Series về Phan Khang phiêu lưu truyện qua những sáng tác của Phan Thanh An. Có rất nhiều khán giả, đặc biệt là những bạn khán giả trẻ, đã rất là yêu mến series này. Và mong rằng quý thính giả nào yêu mến Phan Khang, yêu mến những sáng tác của Phan Thanh An, hãy luôn ủng hộ cho bạn ấy nhé. Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở một series mới. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.